Quý vị và các bạn đang nghe chuyện trên kênh MC Thanh Hằng Official. Thanh Hằng rất vui được gặp lại quý vị và các bạn. Và trong khung giờ quen thuộc 19:30 tối ngày hôm nay, Thanh Hằng xin được gửi đến quý khán thính giả một câu chuyện trọn bộ mới, rất đặc sắc, thuộc thể loại chuyện thực tế. Câu chuyện kể về cô gái tên là Hạ Vi. Trong một lần say rượu thất tình, cô vô tình va phải một người đàn ông. Anh ta là một ông trùm khét tiếng. Do quá say nên cô đã nhận nhầm anh ta là người đàn ông mà cô yêu, để rồi một đêm chót dại mà rơi vào tay anh ta. Liệu sau đêm đó cô có thể thoát khỏi người đàn ông bá đạo này hay không? Câu chuyện sẽ có diễn biến như thế nào? Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đón nghe nhé. Các bạn thân mến, các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ, comment cũng như đăng ký kênh để Thanh Hằng có thêm động lực ra tiếp những câu chuyện hay nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc quý vị và các bạn có những giây phút nghe chuyện thật thư giãn. Tôi tên là Hạ Vi, năm nay tôi 27 tuổi. Tôi làm việc ở ngân hàng quân đội. Cuộc sống của tôi hiện tại rất yên bình. Ngoài việc suốt ngày mẹ tôi bắt tôi dẫn bạn trai về nhà ra mắt thì cũng không có gì khác cả. Mẹ tôi sợ tôi ế chồng nên ngày nào mẹ tôi cũng nhắc để tôi nhớ và cố mà kiếm lấy một người bạn để mang về nhà. Đúng là tôi chưa có bạn trai chính thức, nhưng tôi cũng có người mà mình thích. Anh ấy làm cùng ngân hàng với tôi. Anh ấy tiền quân, hơn tôi 2 tuổi và là cấp trên của tôi. Cảm giác làm việc cùng người mình thích nó khó diễn tả lắm. Sau một năm đơn phương thì tôi quyết định cuối tuần này tôi sẽ rủ anh ấy đi uống nước và chính thức bày tỏ tình cảm của mình với anh ấy. Vì tôi biết bản thân tôi đã quá thích anh ấy rồi, tôi không thể cứ ngồi đợi anh ấy tỏ tình với mình được. Nếu Châu không đi tìm Cọc thì lần này Cọc sẽ đi tìm Châu. Tôi biết mình là con gái mà mình là người chủ động trước thì sẽ bị mất giá lắm. Nhưng tôi chờ quân cả năm nay, tôi bật đèn xanh cho anh ấy tiến tới. Nhưng cả năm nay, anh ấy vẫn cứ im lặng, không nói gì mà tôi không muốn chờ thêm nữa. Bởi tôi sợ sẽ có một cô gái nào đó cướp mất anh của tôi nên tôi phải làm gì đó trước khi quá muộn, phải không mọi người? Trước khi tỏ tình với quân, tôi đã hỏi dò ý kiến của cái Mai, bạn của tôi, và nó cùng làm với tôi nên hai đứa chơi thật lắm. Có chuyện gì cũng tâm sự với nhau. Mai ơi, tớ có chuyện này, cần cậu tư vấn giúp tớ với. Chuyện gì thế? Cậu nói tớ nghe đi. Tớ rất thích một người cậu ạ, nhưng anh ấy không biết tình cảm mà tớ dành cho anh ấy. Theo cậu thì tớ có nên bày tỏ tình cảm của mình với anh ấy không? Cái Mai suy nghĩ một hồi rồi nói. Tớ nghĩ là có, họ không biết cậu dành tình cảm cho họ, vậy cậu nói cho họ biết đi. Như vậy có ổn không cậu? Cậu phải rõ ràng đi, nếu họ chấp nhận tình cảm của cậu là cái tốt, còn họ không chấp nhận thì cậu đã có đáp án rồi, cậu sẽ không hy vọng nữa. Như vậy là cái tốt nhất đó cậu. Nhưng tôi cứ thấy ngại xấu ý. Thời đại nào rồi mà cậu còn ngại chứ? Bây giờ ai ngỏ lời trước không quan trọng đâu, quan trọng là đúng người, đúng thời điểm đó cậu à. Được, vậy tôi sẽ nghe lời khuyên của cậu, cảm ơn cậu nhé. Không có gì, nếu cậu thành công, mời tớ đi ăn một bữa là được. Nhất trí luôn. Thế anh chàng may mắn đấy là ai vậy? Bí mật. Cậu nói tớ biết đi, nói đi mà. Có gì, tới chủ nhật tuần này là cậu sẽ biết thôi. Cậu cứ chờ đi nhé. Mai cũng hào hức, chờ đợi kết quả không kém gì tôi. Nếu nó biết người đó là quân, làm cùng ngân hàng thì nó sẽ ngạc nhiên lắm. Vì cả ba chúng tôi đều chơi với nhau cả. Tôi nhắn tin mời quân tối chủ nhật tới một quán cà phê uống nước. Sau đó tôi sẽ tỏ tình với anh ấy. Anh ấy đã đồng ý khiến tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng. Để chuẩn bị cho màn tỏ tình của mình, tôi đã chuẩn bị mọi thứ lãng mạn nhất. Tôi đặt chiếc bánh kem có in hình của anh ấy. Rồi tôi mua một chiếc đồng hồ trị giá 16 triệu để tặng anh ấy trước khi tôi bày tỏ tình cảm của mình. Sau đó tôi mặc đẹp và trang điểm thật xinh, rồi bê hộp bánh và hộp quà tới quán cà phê để chờ người tình trong mộng tới. Thế nhưng tôi lại gặp sự cố ở tại quán cà phê trước giây phút quan trọng của cuộc đời mình. Tôi bê hộp bánh và bước vào quán cà phê. Tôi còn đang đứng đảo mắt nhìn xung quanh một lượt để xem góc quán nào đẹp nhất để tôi ngồi chờ quần tới. Thế nhưng
Chưa tìm được chỗ ngồi đẹp thì một người đàn ông đi qua và phải tôi, khiến tôi loạng choạng và bị trượt chân. Hộp bánh trên tay tôi bị rơi xuống, còn tôi thì lảo đảo gần ngã. Người đàn ông đó liền đỡ lấy tôi. Cảnh đẹp này khiến tôi liên tưởng đến các nam thần của các mỹ nhân trong phim cổ trang ngôn tình lãng mạn. Tôi bị phá phải ánh mắt và khuôn mặt lạnh lùng điển trai của anh ta. Má ơi, anh ta ăn gì mà anh ta đẹp trai dữ vậy? Tôi còn đang ngây ngất trước vẻ đẹp lạnh lùng ấy thì anh ấy cau mày lại và nói: "Cô nặng quá đấy." Câu nói như gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt tôi, khiến tôi bừng tỉnh. Giây phút tôi chợt nhận ra đàn ông đẹp là đàn ông vô tình, tôi mới thở dài và đáp trả anh ta: "Phiền phức thật. Tôi đỡ cô để cô khỏi bị ngã như vậy mà cô không biết nói lời cảm ơn, còn nói tôi phiền phức. Đầu óc cô có vấn đề gì à?" Tôi tức quá mới gắt lên: "Anh đi đứng không nhìn, xong va phải tôi khiến tôi bị ngã mà. Anh mới là người phải nói lời xin lỗi. Đã sai lè lè ra lại còn muốn nói đạo lý à?" Anh ta đang định nói lại tôi, nhưng sau đó anh ta nhìn xuống chân tôi và anh ta bật cười. Tôi nghĩ là cô đang gặp vấn đề rắc rối rồi đấy. Rắc rối cái đầu anh ý. Lần sau đi đứng nhớ nhìn đường vào, không có ngày vỡ mồm đấy. Được rồi, tôi sẽ chú ý. Còn giờ tôi xin phép đi trước đây. Anh ta nhìn tôi cười rồi đi thẳng. Tôi chặn miệng rồi nói: "Đúng là hâm mà. Lúc thì cau mày khó chịu, lúc thì lại cười như tên hâm ý. Đẹp trai mà bị hâm, uổng thật." Sau đó tôi chợt nhớ ra, bánh tình yêu của mình đâu rồi nhỉ? Vài giây sau đó, tôi phát hiện chân của tôi đang dẫm lên cái bánh, và cái bánh kem có tên và có hình của người tôi thích đã nát bét từ bao giờ. Tôi bịt mồm để tránh hét lên thành tiếng: "Trời đất ơi, cái bánh kem tình yêu của tôi nát bét rồi." Đã thế, một bên chân của tôi ngập trong bánh kem, chiếc giày cao gót ngập kem dầu nhìn phát tởm. Tôi rít lên: "Thôi, thế là hỏng hết rồi." Tôi nhớ lại tên khốn kiếp vừa vấp phải tôi, tôi nghiến răng: "Mẹ kiếp, tên xấu xa làm hỏng hết bánh kem của mình, lần sau mà gặp mặt thì chết đòn với tôi." Sau đó tôi vội vàng thu dọn chiếc bánh nát ấy rồi vào nhà vệ sinh để rửa chân. Tôi đã tự trấn an mình là thôi, không có bánh kem cũng được, vì tôi vẫn còn hộp quà là hộp đồng hồ mà, để hôm khác tôi mua bánh kem sau vậy. Rửa chân xong, tôi vào chỗ ngồi thì Quân tới. Anh mặc áo sơ mi trắng, mái tóc làm xoăn Hàn Quốc, cùng nụ cười tỏa nắng làm tôi mê mệt cả một năm qua. Anh ấy ngồi xuống nhẹ nhàng hỏi: "Hạ Vy, em tới lâu chưa?" "Dạ, em cũng vừa tới ạ." Tôi và Quân ngồi nói chuyện một lúc thì anh hỏi: "Em hẹn anh ra đây có việc gì à Vy?" Tôi gãi đầu ngượng ngùng nói: "Dạ, cũng không có gì to tát, chỉ là..." "Em nói đi, rồi anh cũng có việc muốn nhờ em đấy." "Anh có việc gì nhờ em giúp vậy? Anh nói trước đi." "Không, em nói trước đi, lát anh nói." "Anh nói trước đi ạ." Cuối cùng thì Quân cũng chịu nói trước. Anh uống cà phê rồi nói: "Anh muốn hỏi em là Mai thích gì, quần áo, túi sách hay nước hoa vậy em?" Tôi hơi ngạc nhiên khi thấy Quân hỏi về Mai. "Cái Mai, bạn em á?" "Ừ, sắp tới sinh nhật của Mai rồi, anh muốn tặng cô ấy một món quà nhân ngày sinh nhật em ạ." Nhìn ánh mắt Quân ánh lên niềm hạnh phúc khi nhắc tới Mai, khiến tôi bắt đầu nghi ngờ, không lẽ Quân thích Mai. "Anh Quân à, em có thể hỏi anh một câu được không ạ?" "Em hỏi đi." "Anh thích cái Mai, bạn em à?" Quân thẳng thắn thừa nhận luôn: "Đúng vậy, anh thích Mai, anh yêu Mai, em ạ." Tôi choáng váng khi nghe Quân nói như vậy. Mối tình đơn phương của tôi chính thức ra đảo và không có ngày trở về. Tôi còn chưa kịp tỏ tình nữa, tay tôi cầm hộp đồng hồ trong tay mà cứ run bần bật. Thế là hết thật rồi, người mình thích lại thích bạn thân của mình, giờ mình phải làm sao đây? Mối tình đơn phương chưa kịp bày tỏ thì nay tôi phải giấu kín cho riêng mình tôi. Sau đó tôi nói cho Quân biết cái Mai thích gì và không thích gì cho anh ấy biết. Rồi tôi ngồi đâu ra đó, Quân liền hỏi: "Thế còn Hạ Vy em, muốn nói chuyện gì với anh vậy?" Tôi vội nói sang chuyện khác: "À, em cũng không có chuyện gì quan trọng cả. Em chỉ định hỏi anh mấy vấn đề trong công việc thôi ạ. Nhưng em vừa tìm ra kết quả rồi anh ạ." "Thế à,
Anh lại tưởng chuyện gì khác. Dạ không ạ. Thôi em có việc bận rồi, em xin phép về trước ạ. Ừ, vậy em về cẩn thận nhé. Tôi đi về nhà mà lòng nặng trĩu. Thế là hết thật rồi. Người đàn ông tôi thích đã yêu người khác rồi. Anh ấy yêu bạn của tôi, nên dù tôi có thích tới mấy, tôi cũng không thể phản bội bạn bè để giành giật anh ấy về được. Mấy ngày sau đó, tôi bắt đầu thấy đau lòng khi Quân và Mai công khai yêu nhau. Cả công ty ẩm lên câu chuyện tình yêu của họ. Còn tôi, một kẻ đáng thương, đang ngày ngày phải nhìn họ hạnh phúc. Ban ngày tôi cười nói và giả vờ mạnh mẽ là thế. Nhưng đêm về, tôi khóc, ướt gối không ai hay. Đã một tháng trôi qua, nhưng nỗi đau trong tôi vẫn chưa nguôi ngoai. Tôi vẫn cứ mãi chìm đắm trong đau khổ. Làm cùng nhau để tôi thường xuyên bắt gặp cảnh Quân và Mai tình tứ bên nhau. Họ yêu nhau và chăm sóc nhau từng chút một. Những lúc như thế, trái tim tôi lại rỉ máu. Họ đã hạnh phúc bên nhau rồi, còn tôi vẫn còn ngóc ngoài vật vã trong nỗi đau của chính mình. Mấy hôm nay tôi chán đời và tôi bắt đầu tìm tới rượu. Gần khu tôi ở có một bar rượu nổi tiếng, nơi đó có nhiều loại rượu ngon thượng hạng, nên đó là địa điểm tập trung của các dân chơi giàu có bậc nhất thành phố. Để quên đi nỗi đau tình cảm, tôi đã tới bar rượu để uống rượu giải sầu. Tôi làm ở ngân hàng, nhưng thu nhập của tôi cũng tạm ổn. Để mà nói thì bỏ ra vài chục triệu để mua một chai rượu thì đối với tôi cũng không thành vấn đề. Đến bây giờ thì tiền bạc với tôi không quan trọng nữa. Chỉ cần tôi có thể quên được hình bóng của Quân thì tôi sẵn sàng chi hết mấy trăm triệu tiền tiết kiệm của mình, miễn là tôi có thể quên được. Tôi ngồi uống rượu một mình. Tôi muốn quên đi hình bóng của Quân, nhưng sao khó quá. Càng buồn tôi lại càng uống nhiều hơn, mà càng uống say tôi lại càng thấy buồn hơn. Uống rượu vào cứ tưởng sẽ hết buồn, ai ngờ đâu lại buồn nhiều hơn lúc chưa uống. Thế mới đau lòng tôi chứ. Đau lòng quá. Phải làm sao để quên đi anh ấy bây giờ? Tôi phải làm sao đây? Em ơi, cho chị một chai rượu nữa. Trên tầng 3 của bà rượu, trong phòng làm việc của ông chủ ba, người quản lý đẩy cửa bước vào. Dạ, em chào anh ạ. Ừ, ngồi đi. Dạ, em xin phép được báo cáo ạ. 11 giờ đêm nay, lô hàng của chúng ta sẽ về tới nơi ạ. Để chúng em đi kiểm tra, hay đích thân anh sẽ đi ạ? Tôi sẽ đi. Vâng, ở bên 31, này có một người tới uống rượu, nhưng không trả tiền, bọn em đã giải quyết xong rồi ạ. Còn 73 còn lại, công việc kinh doanh tốt ạ. Ừ, còn số 9 và 10, thì tình hình sao rồi? Dạ, mọi thứ đã chuẩn bị xong, chờ ngày đẹp là khai trương thôi ạ. Tốt, tôi sẽ xem lại ngày, rồi báo sau. Dạ, còn một chuyện này nữa, em không biết phải nói thế nào nữa. Chuyện gì, cứ nói thẳng ra, đừng có lòng vòng. Dạ, cô Trinh đang ở Phú Quốc với một người đàn ông lạ mặt. Người chúng ta ở đó đã chụp được mấy tấm ảnh họ tình tứ bên nhau. Có cả ảnh họ đi cùng nhau vào khách sạn nữa anh ạ. Vậy mà cô ta vừa gọi cho tôi nói là cô ta đang đi quay phim. Thì ra cô ta đi quay phim sách. Vậy để em bảo bọn đàn em đập thằng đó anh nhé. Không cần, cứ để họ hạnh phúc bên nhau đi. Động tay động chân làm gì cho mệt ra. Cậu vất vả rồi, nay nghỉ sớm đi. Dạ, em không sao, để em đi cùng anh đi kiểm tra hàng về. Tôi bảo cậu cứ nghỉ đi, cậu chạy đi chạy lại cả ngày mệt rồi. Việc ở bà rượu rồi việc bên khách sạn nữa, mẹ cậu mà biết cậu làm nhiều việc như thế, bác lại trách tôi. Nếu anh đã nói vậy thì nay em nghỉ sớm, đếm bảo bọn thằng Tùng đi cùng anh ạ. Ừ, cứ vậy đi. Ông chủ ấy tên Hồng Đăng, 32 tuổi và là ông chủ 10 bà rượu lớn nhỏ cùng một chuỗi khách sạn nổi tiếng. Hồng Đăng là ông chủ buôn rượu và kinh doanh khách sạn siêu giàu, nổi tiếng thành đạt là thế. Nhưng Hồng Đăng lại có một cô bạn gái lẳng lơ. Cô ấy tên là Ngọc Trinh, cô là người mẫu, diễn viên nổi tiếng. Cô xinh đẹp bao nhiêu thì tính cách của cô lại lẳng lơ bấy nhiêu. Lần nào cô đi quay phim ở đâu là cô cặp kè ở đó. Sở dĩ Hồng Đăng để yên cho cô, anh không xử lý cô vì bố cô đã cưu mang anh. 10 năm trước, lúc đó anh vẫn là một nhân viên phả chế ở một bar rượu nhỏ. Bố của Ngọc Trinh cưu mang anh và ông nhận anh là con nuôi. Ông giúp anh từ khi anh chỉ là người vô dụng,
với hai bàn tay trắng. 6 năm trước, bố của Ngọc Trinh bị tai nạn và không qua khỏi. Trước khi mất, ông ấy đã nhờ anh chăm sóc cho Ngọc Trinh. Ông ấy chỉ có một người con gái duy nhất là Ngọc Trinh, nên ông đã gửi gắm lại cho anh trước khi ông qua đời. Hồng Đăng đã đồng ý để ông ra đi thanh thản. Lúc đó, Hồng Đăng từng nghĩ anh sẽ kết hôn với Ngọc Trinh, anh sẽ chăm sóc Ngọc Trinh cả cuộc đời. Nhưng từ khi Ngọc Trinh nổi tiếng, cô đi diễn và đi đóng phim suốt, rồi Ngọc Trinh lằng nhằng cặp kè với bạn diễn, rồi cặp với cả đạo diễn. Hồng Đăng biết chuyện nhưng anh không nói ra mặt. Chính vì thế, tình cảm cứ nhạt phai dần. Và tới bây giờ thì Hồng Đăng mặc kệ, anh để Ngọc Trinh muốn làm gì thì làm, vì bây giờ anh không muốn cưới cô làm vợ nữa. Hạ Vi uống hết hai chai rượu, cô say vắt lưỡi và nằm gục ra bàn. Hồng Đăng đi từ trên tầng đi xuống, nhìn thấy cô nằm gục ra bàn, anh hỏi nhân viên. Cô ta say à? Vâng ạ, cô ấy say quá rồi, em gọi mãi không được ạ. Vác cô ta ra ngoài đi. Nhưng cô ấy chưa trả tiền anh ạ. Tiền để thanh toán sau. Vác cô ta ra ngoài đi, không cô ta nôn ra đây mọi người lại vất vả đấy. Hạ Vi ngóc cổ dậy và nói giọng lè nhè. Tiền kia, anh nói vác tôi ra ngoài là sao? Anh sợ tôi nôn ra, bẩn quán của anh hả? Cô thanh toán rồi về đi, cô say rồi. Tôi chưa say nhé, anh đang đuổi khách đấy. Tôi đã tới đây ủng hộ anh rồi mà. Anh mở mồm ra đuổi khách như thế mà nghe được hả? Hạ Vi loạng choạng, cô ngã lăn ra sàn nhà. Hồng Đăng đỡ cô dậy và anh nhận ra Hạ Vi chính là cô gái dẫm phải bánh cà tô ở quán cà phê hôm trước. Anh bật cười. Oan gia ngõ hẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi, cô gái. Nhưng Hạ Vi quá say nên cô không nhận ra Hồng Đăng. Cô cứ nôn nọe và muốn nôn tại chỗ. Hồng Đăng vì sợ cô nôn ra quán rồi bốc mùi khó chịu lại ảnh hưởng tới mọi người xung quanh, nên anh vội vác cô vào nhà vệ sinh để cô nôn. Hạ Vi nôn một hồi rồi cô gục mặt xuống. Hồng Đăng thở dài rồi lấy giấy đưa cho cô. Cô lau miệng đi. Hạ Vi cầm giấy lau miệng, rồi cô lại nhớ tới Quân. Cô lại đau lòng, cô lại ngồi khóc. Đau lòng quá, tại sao lại đau lòng như vậy chứ? Tôi phải làm sao để bớt đau bây giờ? Hồng Đăng thấy Hạ Vi khóc lóc, anh mới hỏi. Cô thất tình à, sao mà khóc ghê vậy? Hạ Vi cứ ngồi khóc và không trả lời Hồng Đăng. Hồng Đăng liền kéo cô dậy và đuổi cô. Cô về đi, đừng khóc trong quán của tôi, không mọi người lại tưởng tôi bắt nạt cô. Đi về đi. Rồi trong lúc xe rượu, tôi lại hoa mắt luôn. Tôi lú tới mức nhìn Hồng Đăng, Thành Quân. Tôi liền túm lấy Hồng Đăng và nói. Anh Quân, sao anh lại ở đây hả? Hồng Đăng thở dài rồi nói. Cô say tới mức lú rồi à? Tôi là Hồng Đăng, chứ không phải là người tên Quân đâu. Cô mở to mắt ra mà nhìn đi chứ. Tôi say quá rồi nên cho mắt tôi lúc này chỉ có hình bóng của Quân thôi. Tôi liền ôm lấy Hải Đăng và đè anh để hôn anh ta. Anh Quân, em thích anh nhiều lắm, sao anh lại không chọn em? Anh có biết là em đau lòng lắm không hả? Trái tim em vỡ nát rồi. Em đau lòng lắm anh Quân à? Hồng Đăng chạm miệng nói. Phụ nữ say rượu thật kinh khủng. Sau này cô lấy chồng rồi cô uống rượu say, chắc cô nhận nhầm chồng hàng xóm mất. Tỉnh táo lại đi, tôi là Hồng Đăng, chứ tôi không phải người tên Quân gì đó đâu. Anh là anh Quân mà. Đúng là anh Quân rồi. Anh à, em đau lòng lắm. Sao anh không yêu em chứ? Em có điểm nào không tốt bằng cái mài chứ? Sao anh lại chọn nó mà không chọn em? Hồng Đăng thấy Hạ Vi say quá rồi, say tới mức lú luôn rồi, sợ ma đuổi cô ra ngoài đường thì quá nguy hiểm, nên anh vác cô lên phòng của anh, rồi anh đặt cô xuống giường. Cô say quá rồi, nên cô ngủ lại ở đây đi, sáng mai tỉnh rồi hãy về nhé. Anh Quân à, em thích anh. Đây là đâu vậy anh? Đây là phòng của tôi. Cô ngủ lại đây đi. Giờ để cô về, chắc cô ra đường, cô gặp ai, cô cũng nhận là Quân mất. Cô nằm xuống ngủ một giấc, sáng mai dậy rồi hãy về. Ngủ đi, giờ tôi phải đi có việc rồi. Hạ Vi liền kéo Hồng Đăng xuống giường, rồi cô nằm đè lên người anh, ánh mắt cô nhìn anh say đắm. Anh Quân, em thích anh. Em yêu anh lắm, anh à. Hồng Đăng bối rối, và anh chưa gặp tình huống này bao giờ. Anh chưa bao giờ bị ai nhận nhầm như vậy cả. Anh đang định nói chuyện là anh không phải là Quân thì Hạ Vi đã túm cổ áo anh,
và kéo anh xuống. Cô hôn anh. Hồng Đăng để Hạ Vi ra, nhưng cô ôm anh quá chặt. Cô hôn anh ngấu nghiến, thèm khát, rồi cô nhìn anh đắm đuối. Anh Quân, em muốn hôn anh, em muốn... Hồng Đăng dần dần bị mê hoặc bởi ánh mắt si tình và nụ hôn cuồng nhiệt của Hạ Vi. Anh ngậm ngừng nói, cô đang tự đưa bản thân vào chỗ nguy hiểm rồi đấy. Giờ cô hãy buông tôi ra, để tôi đi ra khỏi đây. Nếu không, tôi không biết tôi sẽ làm gì với cô đâu. Hạ Vi ôm cổ anh và nói, anh Quân à, em muốn anh. Đêm nay chúng ta ở bên nhau đi. Ngày mai em sẽ nghỉ việc và không bao giờ gặp lại anh nữa. Em sẽ rời xa anh, em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa đâu ạ. Cô muốn vậy thật sao? Em muốn ngủ với anh. Mình hãy thuộc về nhau đêm nay đi anh. Em là của anh là của em. Một đêm bên nhau trọn vẹn đi anh. Hồng Đăng ngập ngừng, chưa biết nói gì thì Hạ Vi đã lột chiếc váy của cô ra, rồi cô ôm hôn anh say đắm. Hồng Đăng cũng vừa uống rượu, có men trong người, lại gặp cô gái đặc biệt như Hạ Vi. Ngay lần gặp mặt đầu tiên ở quán cà phê, Hồng Đăng đã ấn tượng khi nhìn thấy cô giẫm nát cái bánh kem mà không hề biết gì. Tới lần gặp thứ hai thì cô say rượu và nhất quyết đòi chén anh bằng được. Trước một cô gái thú vị như vậy, Hồng Đăng đã bị trùng tướng xét ái tình, nên anh đã để mặc cô, muốn làm gì mình thì làm. Không ngờ Hạ Vi lại làm thật, cô lộ tung đổ ra và ôm chặt lấy anh. Anh cũng không thể kiềm chế được nữa, hai người đã ôm hôn nhau cuồng nhiệt, ân ái. Nàng thất tình, gặp chàng cô đơn, hai người hợp nhau đến mức khó diễn tả bằng lời nói được. 9 giờ sáng hôm sau, Hạ Vi tỉnh giấc, cô sờ tay tìm điện thoại rồi nhăn mặt. Điện thoại hết pin rồi sao? Cô uể oải ngồi dậy và cô hốt hoảng khi thấy mình không mặc đồ. Á! Hạ Vi sợ hãi tới mức toàn thân cô run bần bật. Chuyện quái gì xảy ra vậy? Mình đang ở đâu đây? Tại sao mình lại không mặc đồ chứ? Mình nhớ là tối qua mình chán quá, mình đi uống rượu, rồi mình say rượu và không nhớ gì nữa. Tôi nhìn thấy váy và đồ lót của tôi ở bên ghế bên kia. Tôi dậy để lấy mặc thì cả người tôi đau ý ẩm, vùng kín đau và rát kinh khủng. Tôi sợ vã cả mồ hôi hột ra. Mẹ kiếp, đêm qua mình say quá rồi, đi ngủ với trai luôn rồi sao? Á, đau quá. Đêm qua mình bị tên khốn nào cướp mất đời con gái rồi? Là tên khốn nào chứ? 27 năm gìn giữ của mình. Trời ơi, là tên khốn nào chứ? Tôi nhìn trên bàn, thấy có ảnh của một người đàn ông trẻ cùng mảnh giấy nhỏ. Anh phải đi có việc rồi, chúng ta nói chuyện sau em nhé. Nhìn ảnh người đó, tôi thấy quen quen, nhưng do tôi đang sợ hãi nên tôi không nhớ ra anh ta là ai cả. Mẹ kiếp, lán đêm qua hại đời mình, như mặt đẹp trai mà tính xấu xa vậy. Tôi cuống lên mặc váy rồi nhanh chóng rời khỏi căn phòng. Tôi đi xuống dưới và nhận ra đây chính là bà rượu tối qua tôi ngồi uống. Trời ơi, xấu hổ thật, coi tôi uống rượu còn ngủ lại như tôi không, dù ngủ với ai tôi còn không nhớ nổi nữa. Giờ thì nhục cái mặt rồi. Mẹ tôi mà biết tôi thế này là mẹ tôi giết sống tôi luôn ý. Tôi nhìn xuống dưới, tôi thấy có bạn nhân viên đang lau dọn, tôi mới tháo giày ra rồi cặp giày vào nách, rồi bước thật nhẹ nhàng để tìm cách trốn ra ngoài. Tôi đi ra gần cửa thì bạn nhân viên nhìn thấy và gọi, chị ơi, chị dậy rồi á? Tôi quay lại và cười gượng, em đấy à, chị đang vội về có việc, để khi khác nói chuyện nhé. Vâng, vậy chị thanh toán tiền rượu giúp em với ạ. Ừ nhỉ, chị quên mất. Tôi đang định chuyển khoản trả tiền rượu thì hai tên đàn em của Hồng đang đi vào. Tên dẫn đầu nói, anh đang dặn là không được thu tiền rượu của chị ấy đâu. Dạ vâng, tại em không biết ạ. Sau đó người đó bảo tôi, anh đang vừa đi có việc, chị ở đây chơi, chờ anh ấy một lát nhé chị. Ừ, không được, tôi phải đi về bây giờ. Chị chờ anh ấy một lát thôi ạ. Chị ăn gì để bảo nhân viên đi mua ạ? Không, tôi không ăn gì cả, tôi phải về đây. Dạ không được. Giờ chị về là lát nữa anh đang mắng chúng em đấy ạ. Em mời chị ngồi ạ. Tôi hoảng quá, trong độ tối lúc này chỉ muốn chạy thoát khỏi nơi xấu hổ này mà thôi. Có tên Hồng Đăng là tên xấu xa nào giờ tôi không quan tâm nữa. Thế là tôi ba chân bốn cẳng chạy lao ra khỏi bà rượu. Mấy tên đó ngay lập tức chạy đuổi theo tôi. Chị ơi, chị ơi.
Tôi chạy nhanh hết sức ra ngoài và không dám nhìn quay đầu lại. Trời ơi, sao bọn chúng lại giữ tôi lại chứ? Tôi chạy mệt tới mức tim muốn ngừng đập luôn rồi, mà bọn chúng vẫn leo nhéo chạy theo phía sau. Vì muốn trốn bọn chúng nên tôi đã chui vào thùng rác ở bên đường và ngồi im ở trong đó, mặc dù thối không chịu nổi. Vài phút sau, bọn chúng chạy qua rồi, tôi mới chui ra và vẫy xe taxi về nhà. Ngồi trên xe mà tôi vẫn chưa hết run. Khủng khiếp thật. Tôi về tới cổng thì tôi thấy bố tôi chạy ra, ông vẫy vẫy. Trốn đi, mẹ con đang ở nhà đấy. Tôi hoảng quá, vội chạy ra sau nhà và nấp ở đó. Ở trong nhà, tiếng mẹ tôi chửi ầm lên. Con dành con, đi đâu cả đêm tới giờ, chưa thèm vác mặt về nữa. Hừ, vác mặt về, tao chém chết. Bố tôi thì nói đỡ cho tôi. Con nó xin phép tôi rồi, nhưng tôi quên, tôi không bảo bà đấy. Thôi, bà đừng giận con nữa nhé. Thế sao giờ nó còn chưa thèm về hả? 10 giờ trưa rồi đấy. Đi đâu mà đi thông đêm, thông ngày vậy hả? Trong lúc cấp bách, bố tôi lại nói nhầm. Con nó đi chơi với bạn trai, chắc nó đang về rồi. Bà đừng giận con nữa nhé. Bà cứ giận con như thế, sao nó dám về chứ? Hả? Nó có bạn trai rồi sao? À, tôi nói nhầm. Nghe bố tôi nói, tôi đi với bạn trai, thế là mắt mẹ tôi sáng rực lên. Bà túm lấy ông và gắng hỏi. Con Hạ Vi nhà mình, có bạn trai rồi sao? Ôi, mừng quá, các cụ phù hộ nhà mình rồi. Thế ông biết mặt con rể tương lai chưa? Nó tên gì, nhà ở đâu hả ông? Tôi chưa hỏi, nhưng con gái mình bảo là cao giáo, đẹp trai. Thế ông có biết bao giờ con Hạ Vi dẫn bạn trai về nhà không? Tôi cũng không biết nữa. Ôi, không được, tôi phải đi mua đồ đây. Tôi phải mua hoa quả tươi ngon để con rể tới chơi, còn có cái mà ăn. Thôi, ông ở nhà nấu cơm đi, tôi đi chợ đây. Được rồi, bà đi đi. Mẹ tôi đi rồi, tôi mới chạy vào nhà, nhăn nhó. Sao bố lại nói với mẹ là con có bạn trai? Lần này, mẹ hành con chết chắc luôn đó. Tại bố nói nhầm thôi, mà mẹ con cứ hiểu lầm vậy đấy. Thôi, cứ từ từ rồi tính sau con ạ. Vâng. Tôi đi vào phòng, lấy quần áo và đi tắm thật sạch để tẩy đi những vết nhơ đêm qua. Tôi tắm kỳ cọ rất lâu, rồi tôi còn ngâm cả người vào thau nước lớn. Nghĩ tới chuyện đêm qua, tôi ngủ với trai lạ là tôi đã sợ, nổi hết da gà lên rồi. Đã thế sáng nay, còn phải chạy trốn, hết hơi hết sức mới trốn thoát được. Trời ơi, sao khủng khiếp quá vậy? Hồng Đăng trở về thì mấy tên đàn em báo là Hạ Bì đã chạy trốn mất. Anh Đăng ơi, chị ấy chạy trốn mất rồi anh ạ. Bọn em đuổi theo, nhưng không đuổi kịp. Hồng Đăng mỉm cười. Chạy trốn sao? Chắc cô ấy xấu hổ nếu mới như vậy. Để bọn em đi tìm chị ấy về ạ? Cứ từ từ, mọi người gấp gáp như vậy làm cô ấy sợ đấy. Cứ để tôi tìm cô ấy sau. Vâng ạ. Hồng Đăng ngồi xuống và nghĩ lại chuyện đêm qua, anh mỉm cười mãn nguyện. Hạ Vi, anh thích em. Tại nhà Hạ Vi, mẹ cô đi siêu thị và mua bao nhiêu là đủ về nhà. Bà để đồ vào tủ rồi bà đi dọn dẹp nhà cửa, vì bà sợ con rể tương lai tới chơi chê nhà bà bẩn nên bà lau dọn sạch bóng loáng luôn. Vừa lau, bà vừa hỏi ông chồng. Ông thấy con Hạ Vi đâu không? Sao tôi không thấy nó đâu nhỉ? Con gái đang ngủ trong phòng ý, để tôi gọi nó dậy dọn nhà cho bà nhé. Không cần đâu, ông cứ để cho nó ngủ đi, tôi tự dọn được. Nó chỉ cần đưa bạn trai về ra mắt thôi, có mọi thứ cứ để tôi lo hết. Tôi nằm trong phòng, nghe rõ lời mẹ tôi nói. Tôi bắt đầu tưởng tượng ra chuỗi ngày cực hình đang chờ tôi ở phía trước. Ngày nào mà tôi chưa có bạn trai thì ngày đó tôi sống không yên thân với mẹ tôi đâu. Giờ tôi hoang mang, không biết phải làm sao nữa. Tai họa giáng xuống đầu tôi liên tiếp như vậy thì làm sao tôi chịu nổi chứ? Mới 5 giờ sáng, mẹ tôi đã đập cửa phòng tôi sầm sầm như kiểu cháy nhà vậy. Hạ Vi, dậy đi con, dậy nhanh lên. Mới 5 giờ mà mẹ, hơn 6 giờ con mới dậy mà. Dậy mở cửa cho mẹ nhanh lên, không mẹ phá cửa ra đấy. Tôi biết tính của mẹ tôi, nói là làm. Và tôi nhớ không nhầm thì mẹ tôi đã phá cửa phòng của tôi 6 lần rồi, nên tôi không còn cách nào khác là dậy mở cửa cho mẹ tôi vào. Có chuyện gì mà mẹ gọi con sớm như vậy chứ? Con đi đánh răng rửa mặt rồi đi tập thể dục của mẹ. Ơ, sao tự dưng mẹ bắt con đi tập thể dục chứ? Dạo này con béo lắm rồi đấy. Con gái chưa chồng mà béo thì ai mà ngửi nổi.
Từ hôm nay trở đi, 5 giờ hai mẹ con mình sẽ đi tập thể dục, sau đó hơn 6 giờ về, con đi tắm rồi ăn sáng và chuẩn bị đi làm. Như thế người khỏe, dáng đẹp, tinh thần lại vô cùng sảng khoái còn ạ. Thế mới làm việc hiệu quả được. Không, con không dậy sớm tập thể dục đâu, mệt lắm. Với lại, con có béo lắm đâu, con có 50 cân thôi, có béo đâu mà phải tập thể dục chứ. Phải tập để có cơ thể khỏe mạnh, dáng đẹp, con hiểu không hả? Mẹ nói con phải nghe, cãi mẹ đánh chết, đi đánh răng nhanh lên. Tôi vác cái bộ mặt đưa đám đi tập thể dục cùng với mẹ tôi. Vừa đi bộ, mẹ tôi vừa ca bài ca quen thuộc buổi sáng. Thế bao giờ con mới chịu dẫn bạn trai về hả? Bao giờ có thì con mới dẫn về được chứ. Thế cái cậu bố con kể cho mẹ nghe hôm nọ đâu rồi? Anh ta nhảy cầu rồi mẹ. Mẹ tôi tưởng thật, bà tròn xoe mắt ngạc nhiên. Cậu ta nhảy cầu thật sao? Tại sao vậy con? Công ty phá sản, nợ đần chồng chất, nên anh ta nghĩ quẩn ạ. Trời ơi, bao nhiêu năm con mới có bạn trai, cuối cùng cậu ta lại ngỏ mất. Chắc vía con nặng quá rồi. Để chiều mẹ sang nhà bác Nga, mẹ hỏi xem bác ấy có dành về chuyện này không. Con vía cao á mẹ? Ừ, vía cao, nên tới giờ vẫn chưa có người yêu đó. Mãi mới có người yêu, nhưng người yêu lại nhảy cầu. Xem ra vía con quá nặng rồi đấy, vì ạ. Tôi thở dài rồi phản đối ý kiến của mẹ. Mẹ mê tín quá rồi đấy ạ. Con mới 27 tuổi thôi, mẹ lo gì chứ? Con mới 27 tuổi thôi, nhưng con không có bạn trai, không có ai theo đuổi, mà con không thấy lạ à? Con nhìn cái gì xem, bạn trai nó xếp hàng dài từ đầu ngõ, đuổi đi không hết đấy. Còn con thì không có nổi một người theo đuổi, con không thấy xấu hổ với cái gì à? Mẹ lo gì chứ? 30 tuổi rồi, con dẫn bạn trai về, yêu sớm làm gì cho khổ chứ? Mẹ tôi gõ vào đầu tôi một phát, khiến tôi đau điếng. Sao mẹ đánh con? Mẹ cứ đánh vào đầu con, rồi con ngu đi đấy. Mày mà không dẫn bạn trai về, tao còn đánh nhiều ý. 27 tuổi rồi, mà cứ nghĩ mình vẫn 17 tuổi à? Ngoảnh đi ngoảnh lại, già rồi xấu, rồi chó nó lấy. Mẹ nói thì cãi chèm chèm, không được cái tích sự gì cả. Sáng nào mẹ tôi cũng ca một bài ca như vậy. Mẹ tôi nói nhiều quá, nên tôi đã thuộc lòng những lời mẹ tôi nói luôn rồi. Mà ngày nào tôi chưa dẫn bạn trai về thì mẹ tôi còn tra tấn tôi như vậy. Tôi đang ngồi làm việc ở ngân hàng thì có 5 người đàn ông tới tìm. Chào chị Hạ Vy. Tôi nhìn thấy mấy người đó rất quen. Tôi nhận ra họ là đàn em của tên Hồng Đăng đáng ghét kia. Tôi hoảng quá, chân tôi bắt đầu run lên. Rõ ràng là hôm nọ tôi đã cắt đuôi được bọn họ rồi. Tại sao họ vẫn tìm được tôi nhỉ? Tôi cười gượng rồi nói. Các anh tìm tôi có việc gì không? Dạ, anh đang bảo chúng em tới đón chị tới nhà của anh ấy ạ. Mời chị. Tôi bận làm rồi, sao tôi có thể đi cùng các anh được chứ? Để lúc khác, tôi tới sau vậy. Chị yên tâm, chúng em đã xin phép anh quản lý rồi ạ. Chị không phải làm việc gì nữa đâu. Mời chị đi theo chúng em ạ. Các anh đang ép buộc tôi đấy à? Chúng em xin chị đấy, nếu không đón được chị thì chúng em sẽ bị đuổi việc, nên chúng em mong chị hiểu và thông cảm cho chúng em ạ. Tôi không muốn đi cùng họ, nhưng giám đốc của tôi gọi điện và bảo tôi đi cùng bọn họ. Nếu không ngân hàng sẽ gặp rắc rối. Tôi lại càng bực hơn, cái tên Hồng Đăng khốn kiếp, ép người quá đáng. Tôi đứng dậy và đi cùng bọn họ luôn. Tôi sẽ gặp và nói rõ ràng với anh ta. Tên ngang ngược. Bọn họ đưa tôi tới một tòa biệt thự lớn. Tên Hồng Đăng này giàu thật. Nhìn tòa biệt thự lớn nhất nhì thành phố cũng đủ hiểu anh ta giàu cỡ nào rồi. Hồng Đăng ngồi ở phòng khách chờ tôi. Em tới rồi à? Tôi hậm hực nói. Có chuyện gì thì anh nói nhanh lên, tôi không rảnh để nói chuyện vớ vẩn với anh đâu. Em cứ ngồi xuống đi rồi chúng ta nói chuyện. Nhìn trên bàn có một đĩa hoa quả lớn, cả nước uống, cả rượu vang. Tôi nghĩ bụng, mẹ nó lại tính lừa mình đây mà. Hừ, mình phải đề cao cảnh giác với hắn mới được. Tôi ngồi xuống, nhưng tôi không ăn và không uống bất cứ một thứ gì, vì tôi nghĩ có thể hắn đã bỏ thuốc mê để lừa tôi. Tôi thở dài và nói. Anh tìm tôi có việc gì vậy? Nói nhanh lên đi, tôi còn bận bao việc. Chờ anh một chút nhé. Hồng Đăng bảo đàn em bê ra rất nhiều hộp đồ, túi sách, đồng hồ, nước hoa và trang sức, giày dép, đều là hàng hiệu cao cấp. Họ bay la liệt ở trước mặt Hạ Vy. Những món đồ đắt tiền đó
Hạ Vi chưa đủ điều kiện để mua. Cô nhìn thôi mà đã thấy mê rồi. Sau đó Hồng Đăng nhẹ nhàng nói, tặng em đấy, quà ra mắt của anh. Ngoài quà thì anh có thể cho em rất nhiều tiền mặt nữa, em thích bao nhiêu cũng được. Không, tôi không nhận đâu. Anh mua chuộc tôi đấy à? Sao em lại không nhận? Anh đã tự tay đi chọn cho em đấy. Anh mua cho tôi làm gì? Tôi và anh có là gì đâu chứ. Tất nhiên là anh có ý với em, để anh mới mua đồ tặng em mà. Hạ Vi, chúng ta hẹn hò nhé. Hẹn hò với anh sao? Tôi không thích, nên anh đừng làm phiền tôi nữa. Hồng Đăng không thể tin vào tay mình luôn. Một người đàn ông trong tay có tất cả như anh. Đẹp trai, tài giỏi, giàu có. Bất kể cô gái nào nhìn thấy anh cũng say đắm và muốn làm bạn gái của anh. Thế mà Hạ Vi lại không muốn. Cô phũ thẳng vào mặt anh, khiến anh sốc. Anh ngập ngừng hỏi, tại sao vậy? Anh có thể biết lý do được không? Đơn giản là vì tôi không thích anh, thế thôi. Anh có điểm gì không tốt à? Tôi chạp miệng rồi nói, anh đẹp trai, lại có điều kiện đấy, nhưng anh không phải mẫu người tôi thích. Nói thẳng ra, tôi không thích những người làm lố như anh. Anh cậy mình nhiều tiền, anh muốn làm gì thì làm mà. Hồng Đăng đứng hình mất vài giây, rồi anh gãi đầu, mặt ngây ngô nói, việc anh mua quà cho em lại làm em khó chịu như vậy sao? Nhiều cô gái muốn được như em mà không được đó. Em vinh dự, vậy mà em lại chê anh là sao? Nhưng tôi không thấy vinh dự. Tôi nhìn thấy anh là tôi đã thấy không ưa rồi. Phiền anh, từ nay về sau đừng bao giờ là phiền tôi nữa. Tôi nói xong rồi, tôi xin phép về đây. Đứng lại đã. Lại chuyện gì nữa? Em quên, đêm hôm đó chúng ta đã cùng nhau sao? Anh là người tốt nên anh mới chịu trách nhiệm với em. Nếu là người khác, người ta đã bỏ mặc em rồi, chứ không nhanh đâu. Nhắc lại chuyện hôm đó, tôi lại càng thêm khó chịu. Tôi mới gắt ầm lên, tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm với tôi. Hôm đó tôi quá say nên tôi mới lú lẫn như vậy. Tôi ngu thì tôi phải chấp nhận. Anh làm ơn đừng bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa, để nó vào quên lãng đi. Tôi xin anh đấy, tôi không cần gì cả, tôi chỉ cần một cuộc sống bình yên. Nên anh làm ơn để tôi được yên đi. Thế nhé, tôi về đây. Tôi đi thật nhanh ra khỏi tòa biệt thự đó. Trong lòng tôi rất khó chịu. À, bực mình quá đi. Tự dưng anh ta nhắc tới chuyện đó làm gì chứ. Hạ Vi đi rồi, còn Hồng Đăng vẫn ngồi đó, nhìn đống quà trên bàn. Mấy tên đàn em thì nhìn anh với ánh mắt đầy hoang mang. Bởi mấy năm nay, Hồng Đăng có rất nhiều gái theo đuổi. Bọn họ còn phải giúp anh dẹp những thứ phiền phức đó đi. Lâu lắm rồi, bọn họ mới thấy anh thay đổi và chủ động theo đuổi một cô gái, thì anh lại bị từ chối thẳng mặt luôn, nên bọn họ lo anh sẽ bị sốc. Anh Đăng, anh ổn chứ? Hồng Đăng vui vẻ nói, tôi ổn mà. Chị ấy từ chối tình cảm của anh thật à? Cậu chứng kiến rồi, còn hỏi gì nữa? Vậy để em tìm cho anh một cô gái khác nhé. Không cần, cậu đừng có nói vậy, chứ tôi đã tìm thấy tình yêu đích thực của cuộc đời mình rồi mà. Ý anh là chị Hạ Vi sao? Đúng. Nhưng mà vừa nãy chị ấy đã từ chối anh rồi mà. Đương nhiên là tôi không dễ gì bỏ cuộc như vậy được. Cô ấy rất thú vị và là mẫu người tôi thích. Em thấy chị ấy rất bướng anh ạ. Phải thế thì mới lọt vào mắt của tôi chứ. Cậu ở với tôi bao lâu mà cậu không hiểu tính tôi à? Dạ em hiểu, nhưng em thấy lo lắng cho anh đấy ạ. Yên tâm đi, tôi rất ổn mà. À, chị Ngọc Trinh vừa điện cho em nói là cuối tuần này chị ấy về đây anh ạ. Chị ấy gọi nhưng không thấy anh nghe máy ạ. Tôi biết rồi, tôi thấy mấy cuộc gọi nhỡ nhưng tôi chưa gọi lại. Dạ. Ngày hôm sau, tôi vừa tới ngân hàng thì tôi gặp Quân, người mà tôi yêu đơn phương bao lâu nay, ở thang máy. Chỉ tiếc là anh ấy không phải là của tôi. Bây giờ tôi chỉ có thể nhìn anh ấy từ xa thôi. Người đàn ông của lòng tôi giờ đã là bạn trai của bạn tôi rồi. Tôi và Quân nhìn nhau cười và cho hỏi xã giao mấy câu ở trong thang máy. Cái Mai nhìn thấy tôi và Quân đi cùng nhau trong thang máy ra là mặt bạn ấy đã xị ra rồi. Tới gần trưa, chỉ còn một mình tôi ngồi ở trong phòng, Cái Mai lại gần và hỏi dò tôi. Sáng nay, cậu và anh Quân đi làm cùng nhau sao? À, tôi gặp anh Quân ở thang máy thôi, mà sao cô lại hỏi tớ như vậy? Cậu cũng biết, anh ấy là bạn trai của tớ đúng không? Nên tớ sẽ ghen khi thấy anh ấy đi cùng cô gái khác.
Tôi thấy Mai ghen vô lý quá nên tôi nói: Cậu ghen vô lý rồi Mai ạ. Tớ và Quân chỉ cùng đi thang máy với nhau thôi mà, cậu có nhất thiết phải ghen như vậy không? Cậu nói tớ ghen vô lý sao? Đâu phải với ai tớ cũng ghen như vậy đâu. Mọi chuyện đều có nguyên do của nó mà. Mai, cậu nói vậy là có ý gì vậy? Mai cười nhạt rồi nói: Tớ biết cậu rất thích anh Quân. Cậu thích anh ấy từ lâu rồi. Cái người mà cậu kể với tớ lần trước chính là anh Quân. Nhưng tiếc là anh ấy lại thích tớ, anh ấy chọn tớ, nên cậu rất đau lòng, phải không? Thì ra Mai đã sớm biết mọi chuyện. Tôi gật đầu thừa nhận với Mai: Đúng là tớ thích anh Quân. Nhưng từ khi tôi biết anh ấy thích cậu, tớ đã giữ khoảng cách. Và tớ đang quên dần anh ấy đi. Và tớ chưa bao giờ có ý gì cả. Nên cậu cứ yên tâm và đừng ghen nữa nhé. Cậu nói vậy, nhưng cậu có làm được hay không thì không ai biết cả. Có khi cậu đang âm thầm cướp anh ấy về bên cậu. Cậu âm thầm phá tớ thì sao? Mai à, sao cậu có thể nói ra những lời đó chứ? Cậu chơi với tớ bao nhiêu lâu rồi mà cậu còn không biết tính tớ sao? Cuộc đời không ai nói trước được điều gì cả, nên tớ cứ đề phòng cho chắc. Từ nay về sau cậu đừng lại gần bạn trai tớ nữa. Làm ơn tránh xa xa một chút nhé. Tôi không còn gì để nói với Mai nữa. Cậu ấy ghen tuông vô lý thật sự. Tôi mất đi người mình thầm thương rồi, và giờ tôi còn mất luôn cả bạn nữa. Tôi buồn bã suy tư. Tình yêu là gì mà khiến con người ta thay đổi nhiều như vậy? Ích kỷ, mù quáng và cố chấp cũng chỉ vì yêu. Để Mai bớt ghen vớ vẩn nên tôi tránh Quân hết sức có thể. Tôi tránh nói chuyện, tránh đi cùng và cố gắng giữ khoảng cách xa nhất có thể. Thế mà Mai vẫn ghen bóng ghen gió. Cậu ấy còn đi nói xấu tôi với mọi người nữa. Đúng y như câu, sống vừa lòng mọi người là việc làm vừa khó lại vừa ngu, không chuột đi đâu được. Trong lúc tâm trạng tôi đang rất khó chịu, Hồng Đăng lù lù xuất hiện khiến tất cả mọi người ở ngân hàng phải ngạc nhiên. Nhìn thấy anh ta là tôi đã tức điên lên rồi. Tôi kéo anh ta ra ngoài và gắt lên: Anh tới đây làm gì hả? Đây là chỗ tôi làm việc, chứ không phải cái chỗ mà anh tới làm loạn đâu nhé. Anh có làm loạn đâu, anh tới thăm em mà. Sao tối qua anh gọi điện em không nghe máy vậy? Anh gọi cho tôi làm gì hả? Có gì thì tôi đã nói rõ hết cho anh nghe cả rồi mà. Sao anh vẫn cố tình là phiền tôi thế hả? Thì anh đang theo đuổi em mà. À, anh mua đồ ăn em chia cho mọi người nhé. Nhìn đống đồ ăn mà mấy người bê theo, tôi muốn phát điên lên. Tôi gắt gỏng: Trời ơi, anh bị điên rồi à? Tôi đã nói tôi không thích anh rồi mà. Anh làm ơn bỏ bọn họ bê về dùm tôi đi, không tôi báo cảnh sát đấy. Em báo làm gì? Tránh Thành Trà là bố của thằng bạn anh mà. Anh ép tôi vào đường cùng đúng không? Anh không ép em, anh chỉ muốn chúng ta tìm hiểu về nhau. Biết đâu sau này chúng ta thành một đôi thì sao? Anh cũng rất được mà, anh vừa đẹp trai lại trung tình nữa. Sao em không thử yêu anh đi? Tôi cạn lời với anh rồi. Thôi được rồi, nếu em không đồng ý để anh chịu trách nhiệm với em, vậy thì em chịu trách nhiệm với anh đi. Ăn người ta rồi bỏ thế mà nghe được à? Nghe Hồng Đăng nói vậy, tôi hốt hoảng bịt miệng anh ta lại. Trời ơi, sao anh lại nói mấy cái chuyện đó ra hả? Mọi người biết là chết tôi đấy. Em sợ người ta biết chuyện em say rượu rồi em gạ gẫm đòi ngủ với anh à? Cầm ngay, anh muốn ép chết tôi sao? Nếu em muốn anh giữ bí mật thì em phải bịt miệng anh chứ. Bịt miệng anh bằng gì? Chứ không lẽ tôi tống cái dép vừa miệng anh bây giờ đấy. Em có thể bịt miệng anh bằng một nụ hôn chẳng hạn. Vừa nói, Hồng Đăng vừa kéo tôi lại và hôn tôi. Tôi đang định đẩy anh ta ra và cho anh ta mấy cái bạt tay, thì đúng lúc đó cái Mai đi qua nên tôi không đẩy ra nữa. Có lẽ như vậy cũng tốt. Mai thấy tôi hôn Hồng Đăng, cậu ấy sẽ nghĩ là tôi có bạn trai rồi và không ghen tuông vớ vẩn nữa. Ồ, chuyện gì vậy Hạ Vi? Tôi liền đẩy Hồng Đăng ra và giới thiệu. Mai đấy à? Để tớ giới thiệu nhé. Đây là Hồng Đăng, bạn trai của tớ. Ôi, thật hả? Chúc mừng cậu nhé. Cuối cùng sau bao năm ế thì cậu cũng có bạn trai rồi. Tôi quá rồi cậu nhỉ? Chắc mẹ cậu mừng lắm, đúng không? Tôi không biết là Mai đang khen hay đang chê tôi nữa. Nhưng câu nói thật thà của Mai làm tôi ngại muối cả mặt. Hồng Đăng thì tủm tỉm cười. Anh ấy ra chào hỏi tất cả mọi người và ở lại chơi một lúc, sau đó mới về. Còn tôi thì không biết nên vui hay nên buồn nữa. Cuộc đời tôi đổi lúc lại tấu hài như vậy đấy. Tôi còn chưa trở về trạng thái bình thường được.
Thì chiều, vừa làm về tới cổng, tôi đã thấy xe ô tô của Hồng Đăng đỗ chỉnh ình trước cổng nhà tôi. Tôi dòng xe máy vào sân, thì tôi thấy mẹ tôi đang ngồi gọt táo và lê cho Hồng Đăng ăn. Con rể, ăn đi con, mẹ mới mua về, tươi ngon lắm đấy. Vâng, con mời mẹ ăn ạ. Mẹ cảm ơn con rể nhé. Tôi hoang mang quá, chuyện quái gì đang xảy ra với tôi vậy chứ? Sao anh ta đã mò tới tận đây rồi? Tôi nhớ là tôi có cho anh ta địa chỉ nhà tôi đâu nhỉ? Tôi dựng xe ở sân, rồi tôi đi vào với bộ dạng tức giận. Cái tên khốn này, hôm nay anh chết chắc với tôi rồi. Tôi giết lên. Hồng Đăng! À, mẹ ơi, vợ con về rồi ạ. Tôi lao lại, túm tay anh ta và lùi anh ta dậy. Sao anh dám tới nhà tôi hả? Tôi chưa cho phép, mà anh dám tới rồi sao? Á, đau quá, mẹ ơi, cứu con với. Thế là mẹ tôi đứng dậy, bà cầm cái chổi quét nhà, rồi bà đập vào đầu tôi. Cái con nhỏ này, mẹ hỗn bữa thôi, buông ngay tay con rể ra, không mẹ đập mày chết đấy. Mẹ à, anh ta... Con rể làm sao nào, mày đừng có hỗn, mẹ đập chết đấy. Rồi mẹ tôi kéo Hồng Đăng ngồi xuống. Con rể, ngồi đi con. Mẹ đã biết gì về anh ta đâu chứ? Anh ta là người xấu, chuyên đi lừa đảo người khác đó mẹ. Mẹ cho anh ta vào nhà, như thế sao được ạ? Lừa ai? Chưa con rể lừa được con, mẹ cũng kệ. Con bó tay với mẹ rồi. Hồng Đăng là bộ mặt oan ức, để mẹ tôi thương. Đến giờ tôi nói gì, mẹ tôi cũng không nghe. Đã thế, bà còn giữ Hồng Đăng ở lại ăn cơm nữa chứ. Nhân lúc mẹ tôi ra đầu ngõ mua đồ, tôi liền đuổi Hồng Đăng đi. Anh đi về đi, đừng làm phiền tôi nữa, tôi thấy phiền lắm. Anh có làm gì đâu chứ? Chỉ cần nhìn anh là tôi đã thấy phiền rồi, đâu cần anh phải làm gì nữa. Sao mặt anh lì thế hả? Vì anh thích em, nên tính anh mới thay đổi như vậy đấy. 5 năm rồi, anh chưa yêu ai. Giờ gặp em, anh đã rung động từ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau rồi. Em hãy suy nghĩ và cho anh một cơ hội, được không? Không, tôi không thích. Tại sao vậy? Em không thích anh ở điểm nào, anh sẽ thay đổi mà. Trời ơi, sao anh lại cố chấp như vậy? Tôi có điểm gì tốt đâu, tôi cũng không xứng với anh nữa. Người như anh nên đi tìm một người tốt hơn tôi mà quen đi, như vậy sẽ tốt hơn cho anh đó. Hồng Đăng hôn chụt vào má tôi rồi nói, anh thích em, nếu không phải là em thì không được, nên em hãy suy nghĩ và cho anh một cơ hội nhé. Anh phiền phức thật đấy, tôi mặc xác anh đấy. Em nói vậy là em đồng ý để anh theo đuổi em rồi nhé. Rồi anh sẽ khiến em rung động và yêu anh thôi. Anh đừng có mơ. Anh rất tự tin vào bản thân mình đấy. Tôi thở dài rồi nghĩ, thôi mặc kệ anh ta, mình không hơi đâu mà suốt ngày cãi lộn với anh ta được. Dù sao anh ta cũng rất đẹp trai mà. Em à, em ra cốp xe lấy hộ anh túi đổ với. Anh đi ra mà lấy. Anh đã bận ăn lê, em ra lấy giúp anh đi, mau lên. Tôi thở dài rồi đi xa, mở cốp xe ô tô lên. Tôi vô cùng bất ngờ, bên trong cốp xe là một bó hoa hồng lớn, bên cạnh là một con gấu bông to. Đẹp quá, sao anh ấy biết mình thích gấu bông nhỉ? Tôi có chút rung động, lần đầu tiên trong đời tôi được tặng một bó hoa hồng lớn và một con gấu bông to như vậy. Tôi mỉm cười rồi bê hoa và gấu bông vào nhà. Cảm ơn nhé. May quá, em cười với anh rồi, vậy là anh có cơ hội rồi, đúng không em? Tôi không nói gì cả, tôi bê hoa và gấu bông vào phòng. Anh ta cũng không tệ lắm, suy nghĩ kỹ thì anh ta cũng tốt tình đấy chứ. Hồng Đăng có điện thoại, anh nghe máy xong, anh liền đứng dậy đi về. Anh bận rồi, anh phải về đây, tối mai anh tới nhé. Anh về à? Anh không ở lại ăn cơm mà. Thôi, để hôm khác nhé, hôm nay anh bận rồi. Dạ. Hồng Đăng lái xe tới bà Dụ, ở dưới tầng hầm mấy tên đàn em đang đứng canh một người lạ mặt. Anh Đăng, chúng ta bắt được hắn rồi ạ. Hồng Đăng đi lại gần, nhìn hắn với ánh mắt lạnh lùng. Ai đứng đằng sau mày? Không có ai cả. Nếu mày không khai ra thì mày sẽ phải chịu nhiều đau đớn đấy. Tôi nói rồi, không có ai cả. Ngay lập tức, tên đàn em của Hồng Đăng cầm con dao và đâm một phát vào đùi hắn. Hắn hét lên đau đớn và nhanh chóng khai ra sự thật. Hắn khai ra kẻ cầm đầu đứng sau, ra lệnh phóng hỏa đốt lô hàng của Hồng Đăng. Hồng Đăng là ông trùm buôn rượu. Trong công việc, Hồng Đăng lạnh lùng sắt đá bao nhiêu, nhưng ở bên cạnh Hạ Vi, anh lại vô tư thoải mái như một cậu thanh niên chưa trải sự đời vậy.
Hồng Đăng đang ngồi trong phòng làm việc thì Ngọc Trinh bước vào. Cô đã trở về sau một tháng quay phim ở Phú Quốc. Ngọc Trinh lại ôm cổ Hồng Đăng, nũng nịu: "Anh yêu ơi, em về với anh rồi nè, anh có nhớ em không?" "Em về, sao không gọi cho anh ra đón?" "Dạ, em muốn làm anh bất ngờ mà. Em về, anh có vui không vậy?" "Vui, em muốn ăn gì, anh đưa đi." "Vậy chúng ta đi ăn hải sản nhé." "Được rồi, vậy em về nhà, chờ anh đi. Lát xong việc, anh về anh đưa đi." "Vâng ạ." Ngọc Trinh vui vẻ ra về. Tên đàn em thân thiết của Hồng Đăng mới lại gần anh và nói: "Sao anh không nổi giận?" "Ý cậu là tôi biết chuyện cô ấy đi với người khác mà không nổi giận ư?" "Vâng ạ, rất nhiều lần như vậy, sao anh không nói gì ạ? Em thật sự không hiểu." "Tôi đã hứa với bố nuôi của tôi rồi, tôi sẽ không đánh, không chửi, không nặng lời với cô ấy. Đó là vì bố nuôi của tôi." "Nhưng mà chị Trinh, chị ấy cắm sừng anh, chị ấy..." "Tôi hiểu cậu đang nghĩ gì, nhưng mà tôi tử tế như vậy là tôi có mục đích của tôi. Sau này tôi sẽ có lý do để không cưới Ngọc Trinh nữa, và Ngọc Trinh cũng không thể trách tôi được. Cậu đã hiểu tại sao tôi lại tử tế như vậy chưa?" "À, em hiểu rồi anh ạ." "6 năm trước, bố nuôi gửi gắm cô ấy cho tôi đã nhận lời với ông ấy, nhưng tôi không yêu cô ấy. Chính vì thế, tôi mới dễ dàng để cô ấy đi theo người khác như vậy. Như vậy sẽ tốt cho cả hai. Cô ấy hạnh phúc bên người khác thì tôi sẽ không thấy áy náy với bố nuôi của tôi nữa. Tôi đã nói rõ ràng như vậy, cậu còn thắc mắc gì nữa không?" "Em không ạ." "Vậy giờ chúng ta sang bên Gia Lâm giải quyết vấn đề bên đó thôi." "Vâng, thưa anh." Hồng Đăng dẫn Ngọc Trinh đi ăn, anh vẫn vui vẻ nói chuyện với cô như không có chuyện gì. "Công việc của em vẫn tốt cả chứ?" "Dạ tốt anh ạ." "Công việc kinh doanh của anh vẫn tốt chứ ạ?" "Ừ, vẫn tốt. Anh mới mở thêm 2 cơ sở nữa." "Chúc mừng anh yêu của em nhé." "Cảm ơn em. Em ăn nhiều chút nhé." "Dạ." Đêm hôm đó, Hồng Đăng đang ngủ trong phòng thì Ngọc Trinh lẹn vào phòng của anh. Cô nằm xuống giường, ôm và hôn anh. "Về phòng ngủ đi, Ngọc Trinh." "Em yêu anh, em muốn ngủ cùng anh." Ngọc Trinh ôm hôn Hồng Đăng, nhưng anh đẩy cô ra, rồi anh bật dậy, bật điện sáng lên. "Em về phòng đi." Ngọc Trinh ấm ức nói. "Tại sao vậy? Tại sao 6 năm nay em ở bên cạnh anh, nhưng anh chưa một lần động vào người em? Tại sao vậy hả?" Hồng Đăng thở dài và nói. "Muộn rồi, em về phòng ngủ đi." "Không lẽ anh là người đồng tính? Anh nói thật đi, tại sao anh không động vào người em?" "Vì anh không động vào người em nên em đã ngoại tình với người đàn ông khác ở bên ngoài đó." "Anh không đồng tính, anh không động vào em là do anh không yêu em. Anh chỉ coi em như em gái của anh. Việc em quen ai, anh đều biết hết. Nhưng đó là chuyện riêng tư của em nên anh không nói." Ngọc Trinh khóc rồi nói. "Anh chỉ coi em như em gái thôi sao?" "Đúng vậy." "Thế tại sao 6 năm trước anh lại đồng ý với bố em?" "Lúc đó rất cấp bách, bố em đang hấp hối nên anh không thể từ chối được. Với lại anh đã từng nghĩ sau này anh sẽ cưới em, nhưng do em quá lằng nhằng, em quá dễ dãi, em không quan tâm tới anh nên anh không thể nảy sinh tình cảm với em được. Nên chúng ta cứ mãi như vậy đó." "Thế sao lúc em đi với người khác anh không ngăn em lại?" "Em lớn rồi, em lại là người mẫu, diễn viên nổi tiếng, thì em phải tự biết đâu là đúng, đâu là sai chứ. Bây giờ em lại trách anh là sao?" Ngọc Trinh tức giận bỏ về phòng. Cô ngồi ôm mặt khóc nức nở. 6 năm qua cô đã làm đủ mọi cách để được anh yêu, nhưng dù cô có cố gắng thế nào đi nữa, anh vẫn không rung động. Cô đi với người đàn ông khác, anh cũng mặc kệ, không quan tâm. Anh nói cô lằng nhằng, nhưng cô lằng nhằng vì cô cảm thấy cô đơn trống trải. Cô không chịu được sự lạnh nhạt của anh nên cô mới đi ra ngoài. Lại thêm tính chất công việc của cô phải đi xa suốt nên cô và anh lại càng thêm xa cách. "Tất cả là do anh. Nếu 6 năm qua anh ngủ với em thì em đã không phải cô đơn như vậy. Tất cả là do anh đó, Hồng Đăng, em ghét anh." Ngọc Trinh nằm trằn trọc không ngủ được, cô mới dậy và đi xuống phòng dì giúp việc. Vì dì giúp việc chăm sóc cô từ nhỏ nên dì rất thương cô. Cô muốn hỏi xem trong thời gian cô không có ở nhà thì Hồng Đăng có dẫn cô gái lạ nào về nhà không. "Dì Lan ơi." "Cô chủ." "Dì ơi, con buồn quá." "Cô chủ sao vậy? Cậu chủ nói gì cô chủ à?" Ngọc Trinh liền ôm lấy dì Lan và khóc. Dì Lan lo lắng hỏi.
có chuyện gì thế cô chủ? Gì à? Thời gian vừa qua con không có ở nhà, anh đang có dẫn cô gái nào về đây không gì? Dì Lan suy nghĩ một hồi rồi trả lời. Có, cách đây vài hôm cô chủ có dẫn một cô gái về đây, dì con chuẩn bị nước và hoa quà cho cô ấy mà. Cô ta và anh Đăng có gì lạ không gì? Có, cậu chủ mua rất nhiều đồ tặng cho cô ấy, nhưng cô ấy không nhận. Nghe cách nói chuyện của cậu chủ thì dì đoán cậu chủ rất thích cô gái đó. Ngọc Trinh nghiến răng lại, cô cho rằng vì Hồng Đăng có người khác nên anh mới không đếm xỉa gì với cô như vậy. Thì ra là vậy, anh được lắm Hồng Đăng ạ. Tôi bắt đầu có thiện cảm với Hồng Đăng. Giờ tôi nhìn anh không thấy anh đáng ghét như lần trước nữa. Nhìn bề ngoài trông anh lạnh lùng vậy thôi, chứ anh là một người đàn ông có trái tim ấm áp. Buổi sáng thức giấc, tin nhắn đầu tiên tôi nhận được là của anh ấy. Công chúa của tôi đã dậy chưa vậy? Tôi mỉm cười. Mình là công chúa thật sao? Tự dưng tôi lại thấy vui vui và thấy bản thân mong chờ tin nhắn của anh ấy. Từ khi Hồng Đăng xuất hiện, tôi thấy cuộc sống của mình vui vẻ hẳn. Ngày nào mà không thấy tin nhắn của anh, tôi sẽ thấy buồn và thấy thiếu vắng thứ gì đó. Tôi đang ngồi ngắm hộp bánh mà Hồng Đăng vừa gửi cho tôi lúc sáng. Hộp bánh ngon và đẹp mắt, tôi nhìn mà không nỡ ăn. Hù, chị Trang vỗ vào vai tôi, làm tôi giật mình. Chị Trang, nhìn hộp bánh trên tay tôi, mắt chị Trang sáng lên. Bánh ngon thế, chị ăn với. Không được. Tôi chưa nói hết câu, chị Trang đã giằng lấy hộp bánh từ tay tôi. Hờ, có hộp bánh ngon mà giữ ăn một mình là không được đâu nhé. Có đồ ăn ngon là phải chia sẻ đấy. Thế là nhanh như chớp, chị Trang bỏ luôn một cái bánh vào miệng luôn. Tôi không tiếc cái bánh, nhưng tôi tiếc tấm lòng của người tặng bánh. Tôi còn tính là mang hộp bánh về nhà để ngắm. Ai ngờ đâu, chị Trang đã ăn mất một cái rồi còn đâu. Ôi, ngon quá, bánh ngon quá vậy ạ. Thấy mà tôi buồn buồn, chị Trang mới hỏi. Sao thế? Chị ăn mất cái bánh thôi mà, mày có cần phải buồn như vậy không? Bánh bạn trai em tặng nên em không được ăn đấy chị. Chị Trang liền ấn cái bánh vào miệng tôi rồi nói. Chị lại tưởng có vấn đề gì? Khoan đã, mày vừa nói bạn trai ư? Vâng chị. Ái chà chà, em mình có bạn trai rồi đấy. Đâu, có hình không, cho chị xem mặt với nào. Dạ, có ạ. Tôi lấy điện thoại ra và cho chị Trang xem ảnh của Hồng Đăng. Được đấy, nhìn đẹp trai, phong độ lắm. Chị chúc mừng em nhé. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Ừ, giờ thì ăn bánh đi, không phải cứ để ngắm như vậy đâu. Rồi mai nó mua cho hộp mới. Ăn không ăn, lại còn ngồi ngắm thì tôi cũng chịu bà rồi. Tôi và chị Trang đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì cái Mai đi vào với bộ mặt khó chịu, nhiều kiểu nó vừa bị ai chửi vào mặt nó vậy. Chị Trang thấy thế mới hỏi. Mai, ăn bánh không em? Không ăn. Sao mặt mày chảy dài ra thế? Cái Mai nó liếc mắt nhìn tôi một cái rồi nói với giọng khó chịu. Em với Quân chia tay rồi, có người sẽ vui lắm đây. Mà nó đều tôi sao? Họ chia tay thì có liên quan gì tới tôi đâu chứ. Chị Trang thở dài rồi nói. Sao lại chia tay? Hai đứa mày yêu nhau lắm cơ mà. Chắc chỉ cãi nhau thôi, chưa mày kia lại làm hỏa thôi. Không có chuyện gì to tát đâu mày ạ. Lần này bọn em chia tay thật chị ạ. Em cũng xin trả anh ta lại cho một người khác. Em không muốn yêu anh ta nữa. Yêu mà ngày nào cũng lo sợ bị ai đó cướp mất thì em không yêu nữa, mệt người lắm. Tôi nghe Mai xỉa xói mình, nhưng tôi im lặng nhẫn nhịn. Tôi không muốn bị mọi người hiểu lầm là tôi có liên quan tới chuyện tình cảm của Quân và Mai. Chị Trang không hiểu mới hỏi Mai. Sao Mai lại nói như thế? Mai sợ ai cướp mất mới được. Nói rõ ràng nghe xem nào. Chị nên hỏi em gái của chị đi. Hỏi em làm gì? Em gái chị là người rõ nhất đấy. Tôi thấy Mai bắt đầu quá đáng rồi nên tôi đứng dậy và nói. Mai, cậu đừng có lôi người khác vào chuyện tình cảm của cậu. Cậu yêu ai hay chia tay ai, đó là việc riêng tư của cậu, không ai rảnh mà xen vào đâu. Đây là chỗ làm việc đấy, cậu ăn nói cho tử tế vào, đừng để sự bốc đồng, nông nổi của cậu ảnh hưởng tới người khác. Thế là cái Mai nó lỏng lên, nó nói xối xả vào mặt tôi. Tớ cứ thích nói như vậy đấy, nếu không vì cậu thì tớ và anh Quân đã không chia tay rồi. Giờ thì bọn tớ chia tay rồi đấy, vừa lòng cậu chưa? Tôi và Mai cãi nhau ầm ầm lên, chị Trang cản không nổi. Và thế là trong mắt mọi người ở ngân hàng, tôi chính là trà xanh xen vào chuyện tình cảm của Mai và Quân. Đúng là oan ức thật.
và chuyện tôi thích đơn phương quân suốt một năm trời cũng lộ ra. Và chính Mai là người nói ra với mọi người, trong mắt mọi người tôi là tội đồ, chia sẻ, phá vỡ hạnh phúc của người khác. Tôi không biết phải nói sao để mọi người hiểu rằng tôi không hề liên quan tới việc Quân và Mai chia tay. Đúng là ngày trước tôi có thích Quân, tôi đơn phương anh ấy suốt một năm liền. Nhưng từ khi biết Quân và Mai công khai hẹn hò thì tôi đã tự rút lui và dần quên đi mối tình đơn phương đó. Giờ Quân và Mai chia tay, tôi không hiểu tại sao Mai lại đổ lỗi cho tôi. Rốt cuộc giữa hai người họ đã xảy ra mâu thuẫn gì mà lại chia tay nhau như vậy? Cả ngày làm việc, Mai rất khó chịu, cô ấy thi thoảng lại liếc nhìn tôi với ánh mắt rất khó chịu. Tôi không thể chấp nhận được chuyện đó, nên hết giờ làm tôi đã chủ động nói chuyện với Mai. Mai à, chúng ta nói chuyện một lát đi. Mai nhếch mép cười. Nói chuyện gì? Hay là cậu muốn cười nhạo tớ? Mai à, cậu nghĩ gì trong đầu vậy? Sao tớ có thể cười nhạo cậu chứ? Có gì vui đâu nào. Thôi được rồi, vậy chúng ta ra quán cà phê ngày trước nhé. Ừ, vậy chúng ta đi thôi. Ngày trước, tôi và Mai chơi với nhau rất thân. Nhưng từ khi Mai yêu Quân thì tình bạn của chúng tôi đã nhạt dần. Bởi Mai hay ghen và Mai biết tôi thích Quân từ lâu rồi. Nên từ đó tôi tránh gặp Quân, còn Mai thì không chơi với tôi nữa. Vì cậu ấy sợ tôi cướp Quân từ tay cậu ấy. Rồi Mai bảo Quân chia tay, Mai còn đổ lỗi là do tôi nữa. Để cứu vãn tình bạn của chúng tôi nên tôi đã cố gắng chủ động nói chuyện và giải thích cho Mai hiểu. Ngồi uống cà phê, Mai thở dài, vẻ mặt buồn bã. Tôi hiểu tâm trạng của Mai. Giờ mới chia tay bạn trai nên cậu ấy sẽ cảm thấy buồn và trống trải lắm. Mai à, tôi hỏi cậu chuyện này được không? Ừ, hỏi đi. Giữa cậu và Quân có mâu thuẫn gì mà dẫn tới chia tay vậy? Dạo này bọn tớ hay cãi nhau lắm. Cãi nhau về chuyện gì vậy? Tôi biết được không? Về cậu. Hai người cãi nhau về tớ sao? Tại sao vậy? Tớ luôn có linh cảm Quân muốn chia tay với tớ để đến với cậu. Anh ấy nhất định không xóa ảnh của cậu trong máy của anh ấy. Tớ bảo anh ấy xóa ảnh của cậu đi, nhưng anh ấy không xóa. Tối hôm trước anh ấy hẹn đưa tớ đi xem phim, nhưng anh ấy lại đi chơi về muộn. Tớ hỏi anh ấy đi chơi với ai thì anh ấy không nói. Sau đó tớ mới hỏi là anh ấy đi chơi với cậu à, thì anh ấy gật đầu thừa nhận. Thế là bọn tớ cãi nhau rồi dẫn tới việc chia tay. Tôi vội vàng giải thích ngay. Anh Quân nói hôm đó đi chơi cùng tớ sao? Ừ. Anh ấy nói dối cậu đấy. Hôm đó tớ sang nhà Hồng Đăng, bạn trai của tớ. Sao tớ có thể đi chơi cùng Quân được chứ? Và tại sao trong máy của Quân là có ảnh của tớ vậy? Tớ thật sự không hiểu luôn đó. Lâu rồi, tớ kết đợt đi ăn liên hoan, anh ấy đã chụp ảnh cậu và mọi người đó. Ảnh của mọi người thì anh ấy xóa, nhưng ảnh cậu thì anh ấy nhất định không xóa. Tớ không hiểu anh ấy đang nghĩ gì, nhưng tớ xin khẳng định với cậu rằng tớ đã quên anh ấy và bây giờ tớ có bạn trai rồi. Xét về mọi mặt thì bạn trai tớ tốt và có điều kiện hơn Quân rất nhiều. Nên cậu hãy tin tớ, tớ không có liên quan gì tới Quân cả. Hai người đừng có lôi tớ vào chuyện tình cảm của hai người, có được không? Tôi ngồi nói cho Mai hiểu vấn đề, dần dần Mai đã hiểu ra. Cô ấy đã mỉm cười và không còn nhìn tôi với ánh mắt gay gắt nữa. Sau khi hai đứa đã nói chuyện vui vẻ với nhau rồi, tôi mới hỏi thẳng Mai. Mai này, cô vẫn còn yêu Quân, đúng chứ? Ừ, tớ yêu Quân và không muốn chia tay anh ấy đâu. Có cần tớ giúp không? Tớ sẽ nói chuyện thẳng thắn với Quân cho. Có, vậy cậu giúp tớ nhé. Tớ không muốn chia tay như vậy đâu. Được rồi, tớ sẽ giúp cậu. Cảm ơn cậu nhiều nha. Cảm ơn gì chứ, chúng ta là bạn mà. Những khúc mắc giữa tôi và Mai được tháo gỡ, hai đứa vui lắm. Chúng tôi cùng đi ăn rồi mới về. Lâu lắm rồi tôi với Mai mới quay lại với nhau và vui vẻ như ngày xưa vậy. Ngày hôm sau tôi tới công ty, tôi lại gặp Quân ở thang máy. Nhưng lần này tôi không né tránh anh ấy nữa mà tôi vui vẻ bước vào thang máy cùng anh ấy. Hạ Vi, anh Quân đấy ạ? Em đã ăn sáng chưa? Em vừa ăn với bạn trai của em rồi, anh ăn chưa ạ? Nghe tôi nói vậy, Quân ngập ngừng hỏi. Hạ Vi, em có bạn trai rồi sao? Vâng ạ, em có bạn trai rồi. Trưa nay anh rảnh không? Chúng ta cùng đi ăn cơm nhé. Anh rảnh mà, vậy chưa chúng ta đi ăn nhé. Vâng ạ. Tôi muốn đi ăn cùng Quân rồi nói chuyện để anh ấy hiểu. Và tôi luôn hy vọng anh ấy và Mai sẽ quay lại với nhau. Tôi muốn hàn gắn hai người lại với nhau.
mọi hiểu lầm giữa tôi và Mai đã xóa bỏ rồi, giờ chỉ còn hiểu lầm ở Quân nữa thôi. Tới trưa, trước khi tôi đi ăn trưa với Quân, tôi còn nhắn tin báo cho Mai biết để cô ấy yên tâm. Mấy hôm nay, cô ấy lo lắng nhiều rồi. Ngồi ăn trưa, Quân gắp đồ ăn cho tôi. Em ăn nhiều chút nhé, dạo này anh thấy em gầy đi đấy. Vâng ạ, anh cũng ăn nhiều nhé. Hạ Vi à, tối nay em có rảnh không em? Tối nay em cũng chưa biết, thế có chuyện gì à anh? Anh qua đón em đi xem phim nhé. Anh Quân à, em đã nói với anh lúc sáng rồi mà, anh quên rồi sao? Chuyện em có bạn trai rồi đó ư? Vâng, em có bạn trai rồi, nếu bạn trai em biết em đi xem phim với anh thì bạn trai em sẽ ghen đấy ạ. Còn anh và Mai, dạo này có chuyện gì mà em không thấy hai người đi làm cùng nhau nữa vậy? Quân thở dài rồi nói, anh và Mai chia tay rồi. Lý do chia tay là gì vậy ạ? Mai suốt ngày ghen tủng vớ vẩn, cô ấy suốt ngày mặt nặng và nghi ngờ anh thế nọ thế kia, khiến anh rất mệt mỏi. Và anh muốn dừng lại, anh không thể suốt ngày chịu đựng được cái tính ích kỷ của Mai được. Vậy thì anh phải làm sao để Mai tin tưởng anh chứ? Niềm tin quan trọng lắm anh ạ. Không có niềm tin, Mai sẽ không cảm thấy an toàn và cô ấy sẽ nghi ngờ và luôn sống trong bất an đó anh ạ. Anh quyết định chia tay rồi, anh và Mai không hợp nhau đâu. Em muốn anh suy nghĩ lại chuyện tình cảm của mình. Mai là một cô gái tốt và yêu anh thật lòng. Thời gian qua, cô ấy nghi ngờ anh là do anh chưa làm cô ấy đủ tin tưởng thôi. Anh hiểu ý em nói chứ? Anh quyết định chia tay rồi, em đừng có khuyên anh nữa. Em muốn anh suy nghĩ lại, xem thời gian qua anh đã thật lòng với Mai chưa. Anh hãy tự nhìn nhận và suy nghĩ thật kỹ rồi hãy quyết định nhé. Em đừng khuyên anh nữa, anh thích người khác rồi. Anh thích người khác rồi sao? Người đó là ai vậy? Chính là em đó, Hạ Vi. Tôi hơi ngạc nhiên khi nghe Quân nói vậy. Bao nhiêu lâu không có chuyện gì, do tự dưng anh ấy quay ra thích tôi, đúng là khó tin thật mà. Tôi cười gượng rồi nói, anh thích em sao? Anh trêu em đấy à? Anh không trêu em, anh nói thật lòng đấy. Anh đã biết chuyện em yêu đơn phương anh suốt một năm qua rồi, và cách ngày em muốn tỏ tình với anh thì lại đúng là ngày anh nói với em anh thích Mai, nên em đã không tỏ tình với anh nữa. Anh còn biết, sau khi em biết anh và Mai công khai hẹn hò, em đã rất đau khổ nữa. Anh nói có đúng không? Đúng, anh nói đúng. Nhưng đó là ngày đó, còn bây giờ em không còn thích anh nữa. Và giờ em thích người khác rồi anh ạ. Em đã nói với anh là em có bạn trai rồi, đúng không? Em nói dối, vì em không muốn Mai buồn nên em mới nói như vậy đúng không? Em nói thật lòng đấy. Bây giờ em không còn thích anh nữa rồi. Chuyện gì qua rồi thì cho qua đi anh ạ. Nếu anh bỏ lỡ Mai thì anh sẽ phải hối hận đấy, anh Quân ạ. Tôi nói mãi nhưng Quân vẫn không chịu hiểu. Anh vẫn luôn cho rằng tôi thích anh, nhưng tôi không dám thừa nhận. Anh ấy còn nhân cơ hội tỏ tình với tôi nữa chứ. Hạ Vi, chúng ta hẹn hò nhé. Anh Quân à, xem nói mãi mà anh không chịu hiểu vậy chứ. Anh biết là em thích anh mà. Em thích anh thích em, thì sao chúng ta không tiến tới với nhau chứ? Hồng Đăng đang họp thì điện thoại của anh có tin nhắn của Tùng. Anh ơi, em thích chị Hạ Vi đang ngồi ăn cơm với một người đàn ông lạ mặt anh ạ. À, đâu, chụp ảnh tôi xem. Đây, anh đấy ạ. Hầu đang nhìn ảnh mà Tùng gửi, anh cau mày lại. Dám đi ăn với trai lạ, thế mà vừa nãy mình gọi điện lại bảo với mình là em đang đi làm. Hạ Vi, em giỏi lắm. Mặc cho tôi có từ chối thế nào thì Quân vẫn cố chấp không bỏ cuộc. Anh còn cho rằng tôi đang nói dối anh ấy nữa mới khiến tôi bực mình chứ. Em đã nói rồi, em không còn thích anh nữa mà. Sao anh vẫn cố tình không hiểu vậy chứ? Em đừng có dối lòng nữa. Anh biết em vẫn còn thích anh mà. Không, em không thích anh nữa. Quân cứ nắm tay tôi và kéo tôi vào lòng anh ấy. Anh bỏ em ra, anh làm cái trò gì thế hả? Nếu em không đồng ý làm bạn gái của anh thì anh sẽ không buông em ra đâu. Tiếng quát khiến tôi và Quân giật bắn cả người. Buông cô ấy ra. Tôi quay lại và thấy Hồng Đăng cùng mấy người anh em đứng ở phía sau chúng tôi. Anh Đăng! Tôi vội chạy lại nép sau lưng Hồng Đăng. May quá, gặp anh rồi. Anh ta là ai vậy hả? Sao em lại đi ăn cùng anh ta chứ? Anh ấy tên Quân, làm cùng em ạ. Quân! À, nhớ rồi. Cái lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em đã nhầm anh với anh ta mà.
Em xin lỗi, anh đừng giận em nhé. Anh sẽ tính sổ với em sau. Hồng Đăng lại gần Quân và nói, anh đừng làm phiền cô gái của tôi nữa. Cô ấy đã không đồng ý, sao anh cứ cố chấp vậy? Quân nhìn Hồng Đăng rồi hỏi, anh là ai? Sao lại xen vào chuyện của tôi vậy hả? Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Hồng Đăng, chồng sắp cưới của Hạ Vi. Vậy nên anh đừng có vẻ vãn cô ấy nữa, nếu không anh sẽ tự gây họa vào thân đấy. Quân vốn không biết Hồng Đăng là ai, để anh ta bật cười và nói, anh dọa tôi đấy à? Anh làm tôi sợ quá rồi đấy. Hồng Đăng cười nhạt, rồi anh quay lại bảo tôi, Hạ Vi, chúng ta về thôi em. Vâng ạ. Hồng Đăng đưa Hạ Vi ra xe ô tô, rồi anh chở cô về. Quân rất bực mình, anh ta vừa đi ra nhà xe để lấy xe, anh ta vừa đi vừa lẩm bẩm, anh ta là cái thá gì mà dám dọa nạt mình chứ? Hôm nay mà không có Hạ Vi thì mình đã đấm cho anh ta vỡ mặt rồi. Quân không hề hay biết mấy tên đàn em của Hồng Đăng đang ở phía sau. Quân quay lại và quát, mấy người nhìn cái gì hả? Ngay lập tức mấy tên đàn em lao lại đấm liên tiếp vào mặt Quân. Mấy người đó ai cũng có võ nên Quân không đánh lại nổi, nên bị ăn đấm vìu hết cả mặt. Trước khi về, Tung Con cảnh cáo Quân, lần này bọn tao cảnh cáo, lần sau mày còn ve vãn chị Vì nữa thì mày sẽ phải đằng xuất khỏi cái thế giới này luôn đấy. Mày nghe rõ chưa hả? Quân bị đấm choáng váng, nằm đó và không nói được câu gì nữa. Tôi đi chơi với Hồng Đăng một lúc, rồi tôi mới quay về ngân hàng làm việc. Tôi vừa về tới phòng thì chị Trang đã ra hỏi tôi, em đi ăn cơm trưa với thằng Quân về hả? Dạ vâng, thế anh ấy về đây chưa chị? Về rồi, thế nó làm gì mà mày đấm nó vều hết cả mồm lên thế? Đâu, em có đấm anh ấy đâu ạ? Anh ấy bị đấm với mồm thật hả chị? Ừ, cái mày đã bôi thuốc cho nó trong phòng kia kìa. Ôi, thật á, để em vào xem nào. Tôi đi tới cửa phòng Quân và đứng ở ngoài cửa nhìn vào trong thì tôi thấy Mai đang ngồi bôi thuốc cho Quân, còn Quân thì bị ai đánh mà sừng tím và vều mồm lên. Tôi vội đi về phòng ngồi im luôn, tôi nghĩ trong bụng, Hồng Đăng đưa mình về mà, không lẽ mấy người đàn em của anh ấy đánh Quân sao? Trời ơi, mình thấy ngại với Quân quá, chắc anh ấy đau lắm. Sau đó tôi lại nghĩ, có lẽ nên vậy thì Quân mới từ bỏ tôi được. Tôi còn không nghĩ anh ấy lại cố chấp như vậy luôn. Tôi nói nhiều như thế mà anh ấy không chịu hiểu, anh ấy cứ cố chấp khiến tôi bực mình luôn ý. Ở trong phòng, Mai vừa nhẹ nhàng bôi thuốc, cô vừa hỏi Quân, ai đánh anh ra nông nỗi này vậy? Bạn trai mới của Hạ Vi. Anh cũng biết Hạ Vi có bạn trai mới rồi, nên anh đừng theo đuổi Hạ Vi nữa nhé. Anh không tin là Hạ Vi quên anh nhanh như vậy, và anh không dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu. Vậy còn em thì sao? Ai không nghĩ tới cảm giác của em sao? Ai đã nói với em rồi, chúng ta không hợp nhau nên chúng ta không thể tiếp tục được nữa. Đó chỉ là cái cớ, anh muốn bỏ em nên anh mới nói như vậy. Nếu anh đã không có tình cảm với em thì tại sao lúc trước anh lại tỏ tình với em chứ? Anh cho em hy vọng rồi anh lại đá em đi, anh ác với em vậy hả? Thôi đủ rồi, vì lúc đó anh không biết Hạ Vi thích anh. Nếu lúc đó anh biết Hạ Vi thích anh thì anh đã không tỏ tình với em rồi. Mai bật khóc nức nở, cô chua xót nói, thì ra em chỉ là dự bị của anh đúng không? Nên anh thích thì anh giữ em lại, anh không thích thì anh đá em đi đúng không hả? Quân đứng dậy và nói, em về chỗ làm việc đi. Đồ tồi tệ, em hận anh. Mai vùng vằng đi ra ngoài, cô bảo Hạ Vi, đáng lẽ cậu phải bảo bạn trai của cậu đánh mạnh hơn để cho Quân không còn mồm mà ăn cháo nữa. Đánh thế vẫn còn nhẹ quá Hạ Vi ạ. Tớ sợ có người lại xót ruột ý. Ai mà thèm xót ruột chứ, một kẻ tồi tệ như anh ta bị đánh là đáng đổi lắm. Quân cố chấp hơn tôi nghĩ đấy. Tớ đã nói rất nhiều nhưng không thấy có hiệu quả Mai ạ. Tớ sợ tớ không giúp được cậu rồi. Mai thở dài rồi nói, thôi mà kệ đi Hạ Vi ạ, tớ mệt rồi, tớ không muốn suy nghĩ nặng đầu nữa đâu. Ừ, cậu cứ im lặng một thời gian để xem tình cảm của Quân như thế nào nhé. Ừ, cảm ơn cậu vì đã nghĩ cho tớ nhé. Hồng Đăng đi làm về, anh thấy Ngọc Trinh đang ngồi đọc sách ở phòng khách. Nhìn thấy anh, Ngọc Trinh bỏ quyển sách xuống và đứng dậy. Anh về rồi á? Ừ, nay em không đi quay phim à? Em không ạ, đợt này em nghỉ, không quay phim nữa anh ạ. Sao thế? Mấy hôm nay em suy nghĩ nhiều lắm anh ạ. Mấy năm qua em cứ đi suốt, em chỉ biết tới công việc mà em quên mất nhiệm vụ của mình rồi.
Em xin lỗi vì đã để anh cô đơn mấy năm qua. Từ bây giờ em sẽ không đóng phim nữa. Em sẽ ở nhà tận tâm chăm sóc anh và làm tròn bổn phận của mình. Em sẽ không bao giờ để anh cô đơn một mình nữa ạ. Hồng Đăng vui vẻ nói. Anh không thấy cô đơn, em đừng có từ bỏ đam mê của mình một cách dễ dàng như vậy chứ. Em đẹp, em nổi tiếng thì em phải tỏa sáng ở khắp mọi nơi. Sao em lại tự hủy hoại hào quang của mình như vậy? Bao nhiêu người muốn được như em mà không được đấy. Vì em muốn là vợ anh và em sẽ ở nhà chăm sóc anh. Em không đi làm nữa đâu ạ. Em ở nhà, anh nuôi em, anh giàu như vậy, em cần gì phải đi làm nữa ạ? Em sẵn sàng từ bỏ tất cả để làm vợ anh. Anh à, nếu bố em biết được, chắc bố em sẽ vui lắm anh nhỉ. Ngọc Trinh lôi cả người bố đã khuất của mình ra để Hồng Đăng động lòng, vì cô biết Hồng Đăng rất kính nể bố cô. Ngày trước bố cô còn sống, ông nói gì Hồng Đăng đều nghe lời cả. Nếu bố cô còn sống thì chắc chắn Hồng Đăng đã đồng ý lấy cô rồi, đâu cần cô phải nhọc lòng theo đuổi anh như vậy. Hồng Đăng thở dài rồi nói. Ngọc Trinh, em đừng như vậy nữa, anh có bạn gái rồi. Ngọc Trinh lia lảng luôn. Ôi, hôm nay thời tiết oi bức quá, anh đi tắm đi, cho mát, rồi xuống ăn cơm ạ. Để em vào nhà bếp xem dì Lan nấu cơm xong chưa nhé. Hồng Đăng đứng dậy và đi lên phòng. Anh nhìn di ảnh của bố nuôi anh, anh thấy lòng mình suy tư nhiều quá. Từ hôm đó, Ngọc Trinh không đi đâu cả, cô chỉ loanh quanh ở nhà. Một mặt cô lấy lòng Hồng Đăng, còn một mặt cô lại âm thầm tìm hiểu về cô gái mà Hồng Đăng thích. Lần này, cô ở nhà, cô dọn dẹp công việc sang một bên để cô tập trung thực hiện kế hoạch của mình. Nếu cô không có được Hồng Đăng thì sẽ không ai có được cả. Nếu cô không có được thì cô sẽ đạp đổ hết bằng bất cứ giá nào. Ngồi ăn tối, Ngọc Trinh gắp đồ ăn cho Hồng Đăng. Cô bắt đầu kể lại những kỷ niệm ngày xưa, lúc Hồng Đăng mới được bố cô cưu mang. Cô muốn gợi lại những kỷ niệm đó để Hồng Đăng nhớ là anh đã được bố cô cưu mang như thế nào. Cô cố ý nhắc nhở Hồng Đăng rằng nếu không có bố cô thì Hồng Đăng chỉ là một người tầm thường, nghèo kiết xác và không có gì trong tay cả. Anh à, anh còn nhớ cái ngày em với anh trốn bố em đi ăn gà rán không anh? Nhớ, cũng 8 năm rồi nhỉ? Dạ, hôm đó trời mưa, em và anh chạy mưa, sau đó em bị ngã và anh đã cõng em. Chúng ta cứ dầm mưa từ quán gà rán về nhà. Hôm đó em đã cười suốt cả đoạn đường về đó. Cuối cùng thì chúng ta bị bố mắng một trận em nhỉ? Bố đã rất lo lắng cho chúng ta. Dạ, ngày đó chúng ta còn trẻ, chúng ta vô tư anh nhỉ? Ngoảnh đi ngoảnh lại, đã 8 năm rồi, thời gian trôi nhanh thật. Thế mà anh không già đi chút nào luôn, thậm chí bây giờ anh còn phong độ hơn ngày đó nữa. Em cũng vậy mà, càng ngày càng trẻ giấy. Ước gì thời gian quay trở lại ngày xưa, em sẽ không làm diễn viên người mẫu đâu. Thế em định làm gì chứ? Đương nhiên là em muốn làm vợ anh rồi. Làm vợ anh là ước mơ của em ngày đó mà. Thế rồi em theo đuổi đam mê và cứ đi suốt. Công việc bộn bề khiến em quên mất đi ước mơ của mình. Cho tới bây giờ em đã nhớ lại và mong muốn được thực hiện ước mơ đó một lần nữa. Anh à, anh cho em một cơ hội được thực hiện mơ ước của mình anh nhé. Hồng Đăng thẳng thắn nói. Ngọc Trinh à, thời gian sẽ không bao giờ quay trở lại được. Bây giờ em có cuộc sống riêng của em, anh có cuộc sống riêng của anh rồi. Chúng ta không thể như ngày xưa được nữa đâu. Đừng hy vọng nữa nhé. Anh hãy cho em một cơ hội được không? Em yêu anh nhiều lắm anh à. Em thật sự không thể sống thiếu anh được đâu. Em xin anh đừng bỏ mặc em, có được không anh? Hồng Đăng lạnh lùng nói. Em nói em yêu anh, em không thể sống thiếu anh. Thế mà em đi quay phim ở đâu? Em gặp bồ ở đó, em còn gặp với cả đạo diễn. Cứ anh nào đẹp trai, tán tỉnh là em theo người ta vào khách sạn luôn. Vậy mà em nói em yêu anh. Em là con người hay là con gà mà em dễ dãi vậy Trinh? Anh có đầy đủ bằng chứng luôn đó. Vậy nên em đừng cố giữ anh nữa. Anh sẽ coi em như một người em gái. Tuy anh không thể lấy em, nhưng anh sẽ làm anh trai chăm sóc cho em mãi mãi. Đó là cách anh trả ơn bố em ngày xưa đã cưu mang anh. Nên em hãy chấp nhận sự thật đó đi. Anh Đăng à, em... Thôi đủ rồi, anh mệt, anh đi ngủ trước đây. Ngọc Trinh rất buồn, nhưng cô không biết phải làm sao để có được anh nữa. Cô thừa nhận là cô lăng nhăng, nhưng cô lăng nhăng vì ai chứ? Cô lăng nhăng là vì anh không gần gũi cô,
Anh để cô cô đơn, lẻ bóng như vậy thì làm sao mà cô chịu được? Không chịu được thì cô phải đi tìm người đàn ông khác thôi. Ngọc Trinh nghiến răng lại, cô nghĩ trong đầu. Anh yêu nó đúng không? Vậy em sẽ đưa nó xuống địa ngục để xem ai sẽ đau khổ hơn ai. Ngọc Trinh chán đời, cô gọi. Dì Lan ơi, mặc cho con chai rượu. Dì Lan vừa ra ngoài, Đền Tùng, một người đàn em thân cận của Hồng Đăng và Ngọc Trinh, anh lại gần Ngọc Trinh và nói. Dì Lan vừa ra ngoài rồi chị, cần gì để em làm cho ạ? Tùng đó hả? Và lấy cho tôi chai rượu ra đây. Vâng, chị cho em chút ạ. Tùng mang rượu ra và lễ phép nói. Rượu của chị đây ạ. Cậu ngồi xuống, rót rượu cho tôi đi. Vâng chị. Tùng về đây làm bao lâu rồi nhỉ? Dạ, em về đây được 7 năm rồi chị. Lúc đó em được ông chủ đưa về đây. Nhanh thật, thế mà đã 7 năm rồi. Cậu trung thành quá đấy, Tùng ạ. Tôi sẽ thưởng cho cậu. Ngọc Trinh lấy túi sách ra, cô lấy một nắm tiền rồi đưa cho Tùng. Thưởng cho cậu. Dạ thôi, em không nhận đâu. Mọi người tốt với em như vậy là em biết ơn lắm rồi ạ. Cầm lấy, nhanh lên, không tôi đuổi việc bây giờ. Chị à, tôi nói cậu không nghe đúng không? Vậy em cảm ơn chị nhé. Ừ, nào, cậu uống rượu với tôi đi. Nay tôi chán đời quá. Dạ vâng, em mời chị ạ. Cạn ly. Tùng thấy Ngọc Trinh buồn bã, anh mới hỏi. Chị có chuyện gì mà trông chị buồn vậy ạ? À, tôi thất tình. Mặc dù chả được yêu ngày nào, nhưng sao tôi lại thấy đau lòng vậy chứ? Chị hãy mạnh mẽ lên, rồi chị sẽ tìm được một người phù hợp với chị thôi ạ. Tôi cũng mong là vậy. À, Tùng ơi, cậu có biết cô gái Hạ Vì đó làm nghề gì và nhà ở đâu không? Sao tự nhiên chị lại hỏi về bạn gái của anh Đăng vậy chị? À, tôi chỉ muốn biết cô ấy là người như thế nào mà Hồng Đăng lại yêu cô ấy ngay từ lần gặp đầu tiên. Còn tôi thì theo đuổi anh ấy 6 năm trời, nhưng anh ấy lại không yêu tôi. Tôi không có ác ý gì cả. Tôi chỉ muốn biết cô ấy là người như thế nào thôi. À vâng, em sẽ cho chị địa chỉ nhà của chị Hạ Vì nhé. Cảm ơn cậu. Nào, chúng ta uống rượu tiếp đi. Dạ, em mời chị ạ. Tùng vốn tin tưởng Ngọc Trinh nên anh đã cho cô ấy địa chỉ nhà của Hạ Vì ngay. Nhưng anh không thể ngờ được là anh đang tiếp tay cho Ngọc Trinh làm việc ác. Ngọc Trinh chỉ ra vờ thật thà tử tế trước mặt Tùng như vậy thôi, chứ trong đầu cô đang âm thầm lên kế hoạch để loại bỏ Hạ Vì. Còn khốn, tao tìm ra mày rồi. Mày cứ trở đi, rồi tao sẽ ném mày xuống 7 tầng địa ngục. Ngọc Trinh và Tùng ngồi uống rượu và hàn huyên tâm sự tới gần sáng. Tới lúc say quá, Kai Goma xuống bàn và ngủ luôn. Hồng Đăng đứng trên lầu, nhìn xuống, anh thở dài. Sao Ngọc Trinh không hiểu ra vấn đề nhỉ? Hay là cô ấy hiểu rồi, nhưng vẫn cố chấp hy vọng? Hồng Đăng đang muốn tìm mua một căn nhà mới. Anh bảo với tên đàn em. Cậu liên hệ giúp tôi đi, tôi cần mua một căn nhà đẹp giữa trung tâm thành phố nhé. Dạ, em sẽ liên hệ. Mà sao tự dưng anh lại muốn mua nhà mới vậy ạ? Tôi sẽ dọn tới nhà mới. Tôi để biệt thự này cho Ngọc Trinh ở. Tại sao anh lại không ở đây? Biệt thự lớn như thế này để cô Ngọc Trinh ở một mình thì quá lãng phí đó ạ. Cái thằng ngốc này, sau này tôi sẽ cưới vợ. Tôi và vợ tôi sao cứ ở chung nhà với Ngọc Trinh được? Vợ tôi sẽ không thấy thoải mái. Cậu hiểu chưa? À vâng, em hiểu rồi ạ. Chuyện tôi mua nhà riêng, cậu đừng nói với ai nhé. Tôi không muốn quá nhiều người biết. Tôi muốn có cuộc sống riêng tư. Thế nhưng, sau đó tên đàn em lại nói với Tùng và Tùng lại kể với Ngọc Trinh chuyện Hồng Đăng mua nhà mới để chuẩn bị cưới Hà Vi. Nghe tin sốc, Ngọc Trinh vô cùng tức giận. Cô lại càng muốn hại Hà Vi hơn. Hai người sắp cưới nhau ư? Khốn kiếp thật. Hồng Đăng, anh không nghĩ tới cảm xúc của em sao? Trời ơi, mình muốn phát điên lên rồi. Tùng đi qua, thấy Ngọc Trinh ngồi hậm hực, anh lại gần và hỏi. Chị Ngọc Trinh, chị sao thế ạ? Chị thấy trong người không khỏe à chị? Thấy Tùng, ngay lập tức Ngọc Trinh thay đổi sắc mặt. Cô tươi cười nói. Chị không sao em à? Em thấy sắc mặt chị kém lắm. Chị mệt à chị? Chắc chị đói nên vậy đó. Chị đói à? Vậy để em bảo dì Lan nấu đồ ăn cho chị nhé. Ừ, chị cảm ơn em. Ngọc Trinh sống hai mặt. Cô diễn giỏi tới mức Tùng không thể nhận ra được bộ mặt thật của cô. Và cô bắt đầu kế hoạch của mình. Bố mẹ Hà Vi mới mở quán cháo đêm ở trên phố.
nên sau khi tan làm, Hạ Vi về nhà cơm nước dọn dẹp, rồi cô ra quán cháo, phụ bố mẹ bán hàng đêm. Cô phụ bố mẹ tới 10 giờ, rồi cô mới về nghỉ để sáng hôm sau còn đi làm. Đợt này Hồng Đăng bận đi công việc ở miền trong, nên cả tuần nay Hạ Vi chưa được gặp mặt anh. Cô thấy nhớ anh lắm, cô không biết từ khi nào cô lại yêu anh nhiều như vậy. Hồng Đăng lo lắng cho Hạ Vi, anh không yên tâm để cô đi về nhà một mình lúc 10 giờ đêm. Nên anh bảo hai tên đàn em cứ gần 10 giờ là tới quán cháo, hộ tống Hạ Vi về tận nhà. Khi nào Hạ Vi vào nhà khóa cửa cổng rồi họ mới quay về. Hạ Vi thấy không cần thiết nên bảo hai tên vệ sĩ. Ngày mai, hai anh không cần tới đưa tôi về đâu ạ. Tôi đi bộ 5 phút là tới nhà mà, có xa xôi gì đâu ạ. Dạ không được, anh Hồng Đăng đã dặn chúng tôi phải đưa chị về nhà an toàn, nên chúng tôi không thể để chị về một mình được ạ. Tôi thấy như vậy là không cần thiết đâu, vừa mất thời gian của hai anh, và lại không có gì để làm vậy cả. Anh Đăng là ông chủ kinh doanh, xung quanh anh ấy có nhiều người ghen ghét đố kỵ, nên anh ấy lo lắng sẽ có người gây khó dễ cho chị, nên việc bảo đảm an toàn cho chị là việc đúng đắn. Vậy nên chúng tôi mong chị hãy hiểu cho chúng tôi ạ. Tôi không thể nói lại được nên tôi thở dài rồi nói. Vậy tùy hai anh đấy. Vâng chị, cảm ơn chị, chúc chị ngủ ngon nhé. Tôi vào phòng ngủ và gọi điện cho Hồng Đăng. Tối nào trước khi đi ngủ, chúng tôi cũng gọi điện, nói chuyện với nhau cả tiếng rồi mới đi ngủ. Hồng Đăng nói anh ấy bận việc, phải 10 ngày nữa mới về với tôi được. Tôi nhớ anh ấy lắm, nhưng chỉ biết nhìn anh ấy qua điện thoại mà thôi. Khoảng thời gian này sao chưa lâu quá vậy. Sáng ngày Chủ nhật, tôi được nghỉ làm mà Hồng Đăng không có nhà, nên tôi ngủ dậy muộn. Mẹ tôi đi bán cháo về, mẹ tôi vào gọi. Hạ Vi ơi, con dậy đi, có người tới tìm con đấy. Ai tìm con vậy mẹ? Mẹ không biết, cậu ấy bảo chờ con một tiếng rồi đấy. Trời đất, sao họ không gọi con mà cứ chờ con vậy chứ? Mẹ làm sao mà biết được, mẹ về thì thấy cậu ấy đứng ở cổng. Mẹ hỏi thì cậu ấy bảo chờ con một tiếng rồi. Mà sao hôm nay con sẽ muộn thế hả? Thì nay là Chủ nhật, con được nghỉ làm. Hồng Đăng thì không có nhà nên con mới không dậy sớm đó. Thế bao giờ con rể của mẹ mới về vậy? Dạ, 9 ngày nữa mẹ ạ. Ờ, hôm nào con rể về, con bảo con rể tới nhà ăn cơm nhé. Mẹ sẽ nấu mấy món thật ngon mời con rể. Dạ vâng. Tôi đi ra ngoài và thấy người anh em của Hồng Đăng. Nhìn thấy tôi, anh ấy cúi đầu chào. Em chào chị ạ. Anh tới tìm tôi, có việc gì vậy ạ? Dạ, anh đang bảo tôi đưa cho chị thứ này ạ. Gì vậy ạ? Dạ, đây là chìa khóa nhà mới của anh chị ạ. Anh ấy mời chị tới xem nhà luôn ạ. Anh đang mua nhà mới sao? Vâng chị. Tôi đi cùng anh ấy tới trước cổng một tòa nhà lớn. Dạ, mời chị vào ạ. Anh ấy mua nhà lớn vậy? Chắc nhiều tiền lắm, phải không anh? Dạ, mấy chục tỷ thôi, nên chị không phải xót ruột nhé. Trời ơi, mấy chục tỷ sao? Tốn kém quá. Tôi vào tham quan nhà mới. Anh đang mua nhà, anh có sắm đầy đủ tiện nghi. Bây giờ chỉ cần dọn quần áo tự ở thôi, lại đúng kiểu nội thất mà tôi thích. Thảo nào một tuần trước, anh ấy lại hỏi là tôi thích tông màu gì, kiểu trang trí nội thất nhà như thế nào. Tôi thấy vui và hạnh phúc lắm. Đúng lúc đó, Hồng Đăng gọi điện về, anh hỏi. Em thích nhà mới của chúng ta không nào? Dạ, em thích lắm ạ. Mà tại sao anh lại mua nhà vậy? À, anh nghĩ là chúng ta nên chuẩn bị mọi thứ cho đám cưới của chúng ta thôi em ạ. Em đã sẵn sàng gả cho anh chưa Hạ Vi? Em có phải suy nghĩ đã chứ? Em suy nghĩ nhanh lên, không anh già lắm rồi đấy. Vâng, em biết rồi. À, mẹ em hỏi anh đấy. Mẹ bảo khi nào anh về tới nhà em ăn cơm đấy. Đương nhiên là anh phải tới rồi. Em bảo mẹ chờ anh mấy hôm nữa anh về nhé. Vâng ạ, anh cứ lo công việc xong rồi về với em nhé. Em chờ anh. Hai người yêu nhau, hai trái tim luôn hướng về nhau. Cả tôi và Hồng Đăng đã xác định tiến tới hôn nhân và sống bên nhau mãi mãi. Buổi tối, tôi ra quán cháo phụ bố mẹ tôi bán hàng. Sau này quán cháo của bố mẹ tôi đông khách, nên bố mẹ tôi bận luôn tay luôn chân. Tôi thấy bố mẹ buôn bán đắt hàng, tôi vui lắm. Sau này cuộc sống của tôi chỉ có những niềm vui thôi. Hôm nay mùng 1, mẹ tôi mua hoa quả thắp hương, nên mẹ tôi mua thêm ít xoài thái về.
bà ngồi gọt ở bàn, Tôi thấy vậy liền xả vào. Mẹ mua xoài ngon thế, con ăn với. Ừ, con ăn đi. Tôi ăn ngon miệng và tôi ăn nhiều tới mức mẹ tôi gọt không kịp. Này, sao con ăn nhiều vậy? Mẹ gọt 4 quả mà không đủ cho con ăn là sao? Tại mẹ mua xoài ngon quá, chứ sao nữa. Mẹ còn hốt mấy quả đi mẹ. Ừ, biết mày ăn nhiều thế này, mẹ đã mua 5 cân rồi, mẹ lại mua có 2 cân. Thế mai mẹ lại mua tiếp nhé. Ừ, mà từ đã. Sao thế mẹ? Mấy hôm nay, mẹ thấy mày ăn liên mồm ý, lúc nào cũng thấy ăn linh tinh, giờ mày không giảm cân nữa hả? Không, dạo này còn cứ thấy thèm ăn ý, không ăn là cứ thấy khó chịu sao ý. Mày thấy thèm ăn sao? Vâng ạ. Hay là gì ạ? Hay là mày có thai rồi hả? Tháng này tới tháng chưa hả? Còn chưa tới. Ui, hình như là... Để con xem lại lịch đã. Tôi mở lịch ra xem và hoang mang khi thấy mình đã chậm kinh 10 năm ngày rồi. Tôi ồ miệng. Mình chậm kinh 10 năm ngày rồi sao? Chết rồi, không lẽ mình mang thai thật? Mẹ tôi liền hỏi. Sao rồi hả? À, con phải đi mua ít đồ đây. Có gì con nói chuyện với mẹ sau nhé. Tôi đứng dậy rồi lảng luôn. Mẹ tôi còn nói với theo. Ơ, cái con bé này đang nói chuyện lại chạy đi đâu thế hả? Con đi mua đồ, có gì mẹ con mình nói chuyện sau nhé. Tôi đi ra hiệu thuốc mua 3 cái que thử thai rồi nhanh chóng đi về nhà. Nhìn 3 cái que thử thai đều hay vạch càng đét, tôi căng thẳng, tim đập loạn xạ. Mình có thai rồi, mình sắp được làm mẹ thật rồi. Phải một lúc lâu sau tôi mới bớt căng thẳng. Tôi xoa bụng mình rồi cảm nhận niềm hạnh phúc lớn lao của mình. Con yêu của mẹ, bố con sẽ rất vui khi biết có con xuất hiện đó con à. Tôi định gọi điện thông báo cho Hồng Đăng, nhưng sau đó tôi lại thôi, không gọi nữa. Chờ hôm nào anh ấy về, tôi sẽ nói cho anh ấy biết sau, chắc anh ấy sẽ vui lắm. Trước anh ấy từng than thở với tôi rằng, bằng tuổi anh ấy, bạn bè anh đã có con hết rồi, chỉ còn có anh là chưa có vợ nên cũng chưa có con luôn. Càng nghĩ tôi lại càng thấy hạnh phúc và tôi hào hức chờ đợi đứa con của mình. Lại thêm một tin vui lớn nữa, cuộc sống của tôi dạo này chỉ ngập tràn những niềm vui và hạnh phúc. Tôi có thai nhưng tôi vẫn chưa nói với bố mẹ tôi. Tôi chờ mấy hôm nữa Hồng đang về rồi tôi mới nói. Tôi ra quán phụ bố mẹ tôi bán hàng đêm, quán đông khách. Bố mẹ tôi lại bận luôn tay luôn chân nên bố mẹ tôi cũng không có thời gian để ý tới tôi nữa. Ở bên kia đường, trong chiếc xe ô tô màu trắng, Ngọc Trinh nhìn về phía quán cháo đêm. Quán cháo của bố mẹ cô ta đó sao? Vâng, thưa cô chủ. Đông khách nhỉ? Dạ vâng, nghe mọi người nói là cháo rất ngon, thưa cô chủ. Ngon vậy à? Thế thì chúng ta vào ăn thử đi. Cô chủ vào ăn cháo thật sao? Nhỡ cô ta nhận ra cô chủ thì phải làm sao ạ? Cậu yên tâm đi, cô ta không biết mặt tôi đâu. Chúng ta vào ăn nhanh đi, vì gần 10 giờ, hai tên đàn em của Hồng Đăng sẽ tới, hộ tống cô ta về nhà. Đừng để hai tên đó thấy mặt chúng ta. Vâng, tôi hiểu rồi ạ. Ngọc Trinh và tên đàn em vào quán cháo, họ ngồi xuống bàn, tên đàn em gọi. Bác ơi, làm cho tôi 2 bát cháo tôm nhé. Có ngay đây. Ngọc Trinh liếc mắt vào bên trong, cô thấy Hạ Vi đang lau bát lau thìa, cô nhếch mép cười. Con nhỏ quê mùa, như nó chẳng có cái điểm gì đẹp cả. Tại sao anh Đăng lại yêu nó được nhỉ? Hạ Vi, con bê cháo sang cho khách bàn số 5 đi con. Vâng ạ. Tôi bê cháo sang bàn số 5. Cô gái xinh đẹp, ăn mặc gợi cảm, nhìn tôi cười. Cháo của Hạ Vi. Tôi ngạc nhiên khi thấy chị ấy biết tên tôi, nên tôi mới hỏi. Chị biết em ạ? À không, tôi vừa thấy mẹ cô gọi mà. À vâng ạ, em mời chị ạ. Cảm ơn. Ngọc Trinh nhìn bát cháo nhiều tôm, cô cười nhạt. Tôi không hiểu, anh đang nghĩ gì mà lại yêu cô ta nữa. Ngờ như anh Đăng phải yêu những cô gái cao sang, rảnh giá thì mới xứng đôi được. Đằng này, anh ta lại yêu con gái bà bán cháo tôm, trả ra làm sao cả. Tôi được biết, cô Hạ Vi làm ở ngân hàng quân đội ạ. Buổi tối, cô ấy mới tới bán cháo phụ mẹ thôi ạ. Làm ở ngân hàng quân đội sao? Vâng ạ. Thế cô chủ có kế hoạch gì chưa ạ? Có rồi, chúng ta sẽ từ từ tính sổ cô ta. Cậu không cần phải vội đâu. Hạ Vi, tôi muốn thanh toán. Dạ, cổ chị hết 70 ngàn ạ.
Rẻ thế thôi à? Dạ chị, lần sau anh chị lại tới ủng hộ nhà em nhé. Cũng được, lần sau tôi sẽ qua. Cô rảnh không? Chúng ta nói chuyện với nhau một lát nhé. Chị muốn nói chuyện với em sao ạ? Ừ, tôi là Ngọc Trinh, bạn gái của Hồng Đăng. Tôi nói vậy là cô hiểu rồi chứ? Tôi chờ cô ở quán cà phê Việt ở đằng kia nhé. Nghe chị ấy nói vậy, tôi thấy bất an, lo lắng. Chị ấy là chị gái của Hồng Đăng, tại sao tôi lại không biết chuyện này chứ? Không lẽ Hồng Đăng đang lừa dối tôi? Tại quán cà phê, tôi ngồi đối diện chị Ngọc Trinh, hai tay tôi bắt đầu run run. Chị nói chị là bạn gái của Hồng Đăng ư? Thế cô nghĩ tôi nói dối cô à? Cô và Hồng Đăng yêu nhau lâu chưa? Em mới quen anh ấy được 2 tháng chị ạ. Và em không hề biết chị là bạn gái của anh ấy. Cô không biết là đúng thôi. Vì tôi bận công việc nên thi thoảng mới về thôi. Tôi đi diễn rồi đi quay phim suốt. Tôi rất bận, không có thời gian để chăm sóc Hồng Đăng. Nên anh ấy cô đơn và tìm tới cô. Tất cả là do tôi quá bận mà. Tôi không trách cô, tôi cũng không trách Hồng Đăng. Tôi chỉ trách bản thân tôi thôi. Tất cả là do tôi quá tham việc, để giờ tôi phải chịu đáng cảnh như vậy. Rồi Ngọc Trinh bắt đầu diễn trò kể lể. Cô là diễn viên nên cô diễn không thừa một động tác nào và không một ai có thể phát hiện ra là cô đang nói dối cả. Cũng đúng thôi, cô làm diễn viên 6 năm nay rồi mà. Thấy Hạ Vy có vẻ hiểu chuyện nên Ngọc Trinh bắt đầu diễn tiếp. Tôi và Hồng Đăng ở bên nhau 10 năm rồi. Ngày đó, Hồng Đăng mồ côi, anh ấy không có gì trong tay cả. Sau đó, bố tôi đã cưu mang anh ấy và nâng đỡ anh ấy, giúp anh ấy vươn lên. Tôi và anh ấy đã thề hẹn rằng chúng tôi sẽ bên nhau mãi mãi. Rồi tôi đỗ vào trường đại học sân khấu điện ảnh. Anh ở nhà kinh doanh cùng bố tôi. Chúng tôi đã rất hạnh phúc. Cho tới khi tôi nổi tiếng, tôi đi diễn nhiều. Chúng tôi tuy ở cách xa nhau, nhưng chúng tôi vẫn luôn chung thủy với nhau và hứa hẹn về một tương lai tốt đẹp. Tôi đã rất tin tưởng anh ấy. Cho tới một ngày, anh ấy nói không muốn ở bên tôi nữa. Anh ấy còn nói anh ấy yêu người khác rồi. Tôi đã không tin. Cho tới khi anh ấy cho tôi xem ảnh của cô, tôi đã rất đau lòng. Anh ấy trách tôi vô tâm. Anh ấy trách tôi không quan tâm tới anh ấy, nên anh ấy mới đi tìm người khác. Tôi đã khóc rất nhiều. Tôi ân hận lắm, nên tôi đã nghỉ việc một tuần nay rồi. Tôi muốn níu kéo anh ấy. Từ bây giờ tôi sẽ không đi đâu nữa. Tôi sẽ ở nhà chăm sóc và đợi anh ấy đi làm về. Anh ấy nói với tôi là anh ấy sẽ suy nghĩ lại. Nên ngày hôm nay tôi gặp cô. Tôi muốn xin cô hãy buông tha cho anh ấy, để anh ấy quay về bên tôi được không? Tôi xin cô đừng chia rẽ tình yêu 10 năm của chúng tôi. Bố tôi mất rồi, giờ ông đang bỏ tôi, thì tôi nhảy cầu tôi chết chứ tôi không sống nổi mất. Tôi nghe chị Ngọc Trinh kể mà tai tôi ủ đi. Chị và anh ấy bên nhau 10 năm rồi sao? Đúng vậy, năm đó Hồng Đăng 22 tuổi, còn tôi 18 tuổi. Chúng tôi đã rất hạnh phúc khi ở bên nhau. Tôi ân hận lắm, nếu tôi không theo nghề diễn viên thì có lẽ anh ấy đã không thay đổi như vậy. Hạ Vy à, cô là người tốt, với lại cô mới quen Hồng Đăng được 2 tháng thôi. Vậy cô có thể dừng lại để anh ấy quay về với tôi được không? Mới có 2 tháng thì cô sẽ quên được anh ấy. Còn tôi 10 năm rồi, chắc cả đời này tôi cũng không quên được anh ấy đâu. Không có anh ấy, tôi sẽ chết mất. Tôi xin cô, hãy trả anh ấy lại cho tôi, có được không? Ngọc Trinh vừa nói, cô vừa khóc, khiến tôi khó xử. Tôi không biết phải làm sao nữa. Vừa hôm trước, tôi biết mình mang thai với Hồng Đăng, thì ngày hôm sau, chị Ngọc Trinh tìm gặp tôi và xin tôi rời xa anh ấy. Tình yêu của tôi và Hồng Đăng mới được 2 tháng, nhưng tôi có thai rồi, không có anh thì con tôi không có bố. Tôi thật sự không biết phải làm sao nữa. Chị Trinh còn cho tôi xem những bức ảnh chị và anh chụp chung với nhau từ lúc chị Trinh còn đi học. Chị kể cho tôi nghe những kỷ niệm đẹp của hai anh chị thời đó nữa. Càng nghe chị ấy kể, tôi lại càng thấy xót xa và không biết phải làm sao để giữ anh cho riêng mình nữa. Hạ Vy à, cô trả lại anh ấy cho tôi có được không? Cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên ơn cô đâu. Cô muốn gì, tôi sẽ đáp ứng hết. Tôi có rất nhiều tiền. Cô muốn gì, cứ nói với tôi sẽ cho cô tiền, cho cô nhà. Hay cô muốn bố mẹ cô có thêm vài quan trọng nữa, tôi đều có thể cho cô được. Chỉ cần cô trả anh Đăng lại cho tôi thôi. Chị Trinh à, thật ra tôi... Hạ Vy,
tôi va xin cô đấy. Vừa nói, Ngọc Trinh vừa quỳ gối xuống ngay trước mặt tôi, khiến tôi vô cùng khó xử. Chị ấy sẵn sàng quỳ gối để xin tôi từ bỏ Hồng Đăng như vậy, chứng tỏ chị ấy thật lòng níu kéo anh ấy quay lại. Nhưng mà tôi có thai rồi, không có Hồng Đăng, còn tôi sẽ ra sao? Tôi và chị Trinh ngồi nói chuyện một lúc tới 10 giờ kém, chị đứng dậy ra về, và trước khi ra về, chị ấy vẫn tha thiết xin tôi trả lại anh Đăng lại cho chị ấy. Tôi im lặng và lặng lẽ ra về. Chuyện hệ trọng cả một đời người nên tôi cần thời gian để suy nghĩ về tất cả mọi chuyện. Tôi không thể quyết định vội vàng được. Ngọc Trinh lên xe ô tô, cô lau nước mắt và trở về trạng thái bình thường. Mặt cô tỉnh bơ nói: cậu thấy tôi diễn thế nào? Tên đàn em gật gù công nhận. Cô chủ, diễn quá xuất sắc luôn. Tôi nhìn cô diễn mà tôi không tin vào mắt mình luôn đó. Phải nói là cô chủ quá đẳng cấp rồi. 6 năm kinh nghiệm của tôi mà lại. Thế giờ chúng ta làm gì nữa à? Giờ chúng ta về nhà. Kế hoạch 1 đã xong rồi. Còn 8 ngày nữa là Hồng Đăng về, nên chúng ta phải thành công trước khi anh ấy về. Cậu hiểu ý tôi chứ? Nhưng nếu cô ta không đồng ý thì sao? Vậy thì giết cô ta. Cô chủ định giết người thật sao? Tôi có kế hoạch cả rồi. Cậu đừng có lo lắng, mọi chuyện không nghiêm trọng như cậu nghĩ đâu. Vâng, tôi tin tưởng ở cô chủ mà. Tốt lắm, giờ chúng ta về nhà thôi. À, chuyện ngày hôm nay cậu đừng kể với Tùng nhé. Cậu ấy thân với Hồng Đăng nên đừng để cậu ấy biết. Vâng, tôi sẽ giữ bí mật ạ. Để tôi chuyển cho cậu 200 nhé. Bố cậu đang ốm phải không? Cô chủ, chuyển cho tôi nhiều thế ạ? Cậu cần tiền chữa bệnh cho bố cậu mà. Đừng ngại gì nhé. Tôi coi cậu như người trong nhà, nên cậu cần tiền chữa bệnh cho bố thì cứ nói với tôi nhé. Dạ, tôi đội ơn cô chủ ạ. Cả đời này tôi sẽ trung thành với cô chủ ạ. Ngọc Trinh nghĩ thầm trong bụng. Một con chó trung thành. Cả đêm hôm đó tôi chăn trâu không ngủ được. Hồng Đăng gọi điện về cho tôi, nhưng tôi không muốn nghe máy. Phải tới cuộc thứ 5 tôi mới nghe máy. Alo. Hạ Vy à, em làm gì mà anh gọi mãi em không nghe máy thế? Anh gọi em có việc gì không? Sao hôm nay em nói chuyện lạ vậy? Ngày nào anh cũng gọi điện cho em mà. Tôi nhớ lại chuyện tôi gặp chị Trình khi nãy. Tôi ấm ức nói. Anh có bạn gái rồi, sao anh lại lừa dối em hả? Em ghét anh. Ừ kìa, em nói gì lạ vậy? Anh làm gì có bạn gái nào khác ngoài em đâu. Anh nói dối, em không tin anh nữa đâu. Ừ kìa, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế? Em nói rõ cho anh nghe được không? Anh tự nghĩ đi, em không muốn nói chuyện với anh nữa. Em đi ngủ đây. Tôi tắt nguồn rồi ném điện thoại vào một góc và nằm khóc một mình. Hồng Đăng gọi lại cho Hà Vy không được, anh mới điện về cho Tùng. Dạ, em nghe ạ. Ở nhà có chuyện gì không? Dạ không anh ạ. Sao anh lại hỏi vậy ạ? Thế Ngọc Trinh mấy hôm nay ở nhà hay là đi ra ngoài? Dạ, chị Trinh ở nhà suốt anh ạ. À, tối nay chị ấy ra ngoài tới 10 giờ chị ấy mới về anh ạ. Còn mọi hôm chị ấy đều ở nhà. Sao cơ? Cậu vừa nói Ngọc Trinh ra ngoài tới 10 giờ mới về sao? Vâng ạ. Ừ, thôi cậu đi ngủ đi. Ngay lập tức Hồng Đăng gọi cho một tên đàn em khác. Tên Đạt. Em nghe anh ơi, từ bây giờ cậu để mắt tới Ngọc Trinh giúp tôi nhé. Vâng ạ. Mà có chuyện gì à anh? Tôi có linh cảm sắp có chuyện không hay, nên cậu nhớ để mắt cô ấy giúp tôi nhé. Và cậu đừng nói cho ai biết chuyện này nhé. Vâng, em hiểu rồi ạ. Vì không yên tâm nên Hồng Đăng lại tiếp tục gọi cho hai tên đàn em mà anh bảo đi bảo vệ Hạ Vy lúc trước. Anh dặn họ phải để ý hơn nữa phòng điều bất chắc xảy ra với Hạ Vy. Dặn dò đàn em xong, Hồng Đăng vẫn thấy lo lắng. Anh nằm chăn trâu không ngủ được. Anh nghĩ, có khi nào Ngọc Trinh nói linh tinh gì đó với Hạ Vy để cô ấy giận dỗi không nghe máy của mình không nhỉ? Hay là do mình quá đa nghi? Không được, mình phải gọi điện cho Ngọc Trinh mới được. Hồng Đăng thở dài rồi anh gọi cho Ngọc Trinh. Vừa thấy Hồng Đăng gọi, Ngọc Trinh nhếch mép cười. Còn mẹ nó chứ, mới đó mà nó đã mách Hồng Đăng rồi sao? Con khốn, tao sẽ không tha cho mày đâu, Hạ Vy à. Sau đó Ngọc Trinh nén cơn tức giận vào trong rồi cô nghe máy. Anh Đăng à, em nghe đây. Em đã nói linh tinh gì với Hạ Vy vậy hả? Ngọc Trinh cãi luôn. Dạ, em có nói gì đâu ạ.
Sao anh lại hỏi em như vậy? Có chuyện gì vậy anh? Em đừng có giấu anh chuyện gì. Em biết tính anh rồi đấy. Anh ghét nhất là giả dối. Nếu để anh phát hiện ra em sở cho với Hạ Vi thì em chết chắc dưới tay anh rồi đấy, Ngọc Trinh ạ. Ngọc Trinh chối bày chối biến. Cô nói cô đi dự sinh nhật bạn, chứ cô không có đi đâu khác cả. Cô sẽ không bao giờ thừa nhận việc cô đi gặp và van xin Hạ Vi đâu. Thế nhưng tính Hồng Đăng đang nghỉ lắm, anh lập tức gọi điện cho hai tên đàn em và bảo họ từ bây giờ trở đi phải luôn đi theo bảo vệ cho Hạ Vi và không được rời mắt khỏi cô một phút nào. Vậy nên nửa đêm rồi mà hai tên đàn em của Hồng Đăng vẫn âm thầm đứng canh chừng ở dưới cổng Hạ Vi. Buổi sáng tôi mở cổng để dòng xe ra đi làm thì tôi thấy hai tên đàn em của Hồng Đăng đứng ở ngoài cửa từ bao giờ. Chúng em chào chị, chúc chị ngày mới tốt lành ạ. Ơ, sao hai người ở đây? Hai người tìm tôi có việc gì vậy ạ? Dạ, từ hôm nay chúng em sẽ đi theo làm vệ sĩ cho chị ạ. Mời chị lên xe ô tô ạ. Thôi, không cần đâu, tôi đi xe máy cho chủ động ạ. Hai anh cứ về đi, không phải đi theo tôi đâu. Dạ, đây là lệnh của anh Đăng, đến xin chị để chúng em làm tròn trách nhiệm của mình ạ. Mời chị lên xe. Trời ơi, tại sao anh Đăng lại bảo hai người đi làm vệ sĩ cho tôi vậy chứ? Tôi thì có vấn đề gì đâu mà cần vệ sĩ chứ? Dạ, cuộc đời không ai nói trước được điều gì cả, nên chúng ta cứ cẩn thận chị ạ. Tôi lên xe ô tô rồi lấy điện thoại ra, mở nguồn lên thì tôi thấy 36 cuộc gọi nhỡ của Hồng Đăng. Trời đất ơi, anh ấy có cần phải làm quá lên như vậy không chứ? Vừa mở nguồn lên thì Hồng Đăng đã gọi tới, tôi bắt máy. Alo. Tiếng Hồng Đăng quát làm tôi giật bắn cả người. Em làm gì mà anh gọi thuê bao cả đêm như vậy hả? Em ngủ. Em có biết là anh lo cho em như thế nào không hả? Lần sau em mà còn tắt máy thì em chết chắc với anh đấy. Hừ, anh bảo hai vệ sĩ đứng canh ở dưới cổng nhà em cả đêm rồi mà anh vẫn không yên tâm là sao ạ? Yên tâm làm sao được, chỉ khi em ở bên cạnh anh thì anh mới yên tâm được thôi. Hạ Vi à, chúng ta cưới em nhé. Thế còn chị Ngọc Trinh thì sao ạ? À, thì ra là cô ta nói linh tinh để em giận dỗi với anh đây mà. Hạ Vi, em nghe rõ lời anh nói. Anh và Ngọc Trinh không có vấn đề gì cả. Ai không biết cô ta đã nói với em những gì, nhưng từ trước tới nay ai không hề có vấn đề gì với cô ta hết. Cô ta nói dối em đấy. Làm sao mà em biết anh nói thật hay nói dối chứ? Anh nói thật. Cuộc đời anh chưa bao giờ nói sai một câu nào cả. Nên em phải tin anh. Em đừng có nghe người ta nói linh tinh nhé. Tội nghiệp anh đấy. Vâng, vậy em chờ anh về. Có gì chúng ta nói chuyện đó sau nhé. Ừ, 7 ngày nữa anh về rồi. Anh sẽ chứng minh cho em thấy lời anh nói là sự thật. Vâng ạ, em chờ anh. Nghe những lời nói thật lòng của Hồng Đăng, tôi mỉm cười và tôi tin tưởng ở anh ấy. Anh ấy đã nói là không thì chắc chắn là không phải rồi. Hồng Đăng đã cảnh cáo Ngọc Trinh như vậy rồi, nhưng Ngọc Trinh đâu dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Ngày nào cô chưa chiếm được trái tim anh thì cô còn chưa dừng lại. Tối nay cô lái xe tới gần quán cháo của nhà Hạ Vi. Sau đó cô ngồi trong xe và quan sát vào trong quán cháo. Nhưng sau đó cô thay đổi sắc mặt khi nhìn thấy có hai tên vệ sĩ ngồi trong quán. Cô nghiến răng. Mẹ kiếp, Hồng Đăng cho người bảo vệ cô ta mọi lúc mọi nơi như vậy sao? Làm sao ra tay được khi có hai người vệ sĩ bên cạnh cô ta chứ? Tên vệ sĩ của cô liền nói. Xem ra chúng ta ra tay với cô ta hơi khó đó cô chủ. Mẹ kiếp, không lẽ bỏ cuộc sao? Hay để tôi vào đó rồi tìm cơ hội giết cô ta giúp cô chủ nhé. Như vậy quá nguy hiểm. Tôi sợ anh chưa giết được cô ta thì anh đã bị tóm rồi ý. Thế thì phải làm sao bây giờ ạ? Còn 6 người nữa là anh Đăng về rồi đó ạ. Anh ấy về thì chúng ta không làm được gì đâu ạ. Giờ về đã, mai tôi tính tiếp. Vâng ạ. Ngọc Trinh gọi điện cho một người bạn để hỏi tin tức. Alo, tao nghe. Thằng Kiên, nó mới được ra tù phải không? Ờ, nó về 2 hôm trước. Ở trong tù, nó lại béo và trắng da mày ạ. Ờ, tao có việc nhờ mày giúp đây. Việc gì thế? Mày bảo nó tự chế cho tao 2 quả bom đi. Mày cần bom để làm gì? Nó vừa ngồi tù 6 năm về tội tự chế bom bán xong đấy. Vừa về được 2 ngày mày đã tính để nó vào tù tiếp hả? Đồ ngu, tao cần bom để tất nhiên là tao không bao giờ khai ra rồi. Tao sẽ xử lý chót lọt vụ này.
để mày không cần lo. Nhưng mà mày cần bom làm cái gì vậy? Tao cần xóa sổ một quán ăn đêm. Mày liên hệ giúp tao đi, tao cho mày 1 tỷ. Còn thằng Kiên, nó chế bom cho tao xong, tao cho 2 tỷ. Mày liên hệ giúp tao đi, cần tao chuyển tiền trước không? Bạn của Ngọc Trinh nghe nói tới số tiền lớn như vậy nên cô bắt đầu mềm lòng. Thôi được rồi, để tao liên hệ, nhưng nó làm hay không thì tao không biết đâu nhé. Hà hà, tao biết thằng Kiên sẽ làm cho tao. 2 tỷ đấy, không ít ỏi gì đâu. À, tao cần gấp đấy, bảo nó trong 1 ngày phải làm xong cho tao nhé. Sao mày cần gấp vậy hả? Tao sợ thằng Kiên làm không kịp đâu. Mày cứ lo ra, thằng Kiên là thiên tài chế bom mà, nó làm được hết. Ừ, để tao bảo nó. Nếu tao thành công, tao cho mày thêm 1 tỷ nữa. Mày biết đấy, tao không có gì ngoài tiền cả. Tao biết rồi. Ngọc Trinh có rất nhiều tiền, mấy năm đi làm diễn viên của cô cũng thu về khá khá, cộng thêm số tài sản khổng lồ mà bố cô để lại cho cô trước khi mất, nên tiền của cô nó phải tăng lên hàng trăm tỷ. Việc cô bỏ ra vài tỷ để loại trừ một người thì quá đơn giản. Cái tính giang hồ độc đoán này là cô tự hưởng từ người mẹ quá cố của mình. Mẹ cô ngày trước vì quá độc ác và tàn nhẫn nên đã bị người nhà nạn nhân trả thù và mất mạng. Sau đó bố cô đứng vậy nuôi cô khổ lớn, cuối cùng ông cũng bỏ cô đi. Ông gửi gắm cô cho Hồng Đăng, nhưng Hồng Đăng lại không có tình cảm với cô. Chính vì anh không có tình cảm với cô, anh không lấy cô nên cô mới thay đổi và trở thành người máu lạnh như vậy. Chuyện gì cũng có nguyên do của nó cả thôi. Nên giờ có trách thì hãy trách Hồng Đăng, chứ đừng có trách cô. Cô nghĩ trong đầu như vậy. Mình giữ người mình yêu nên mình không sai gì cả. Cô ta cướp hạnh phúc của mình thì cô ta phải chết thôi. Đúng như cô dự đoán, Kiên đã đồng ý chế bom cho cô. Anh mua chất nổ ở chợ đen và chế 2 quả bom với sức nổ lớn chỉ trong 10 tiếng. Sau đó, anh đã đưa 2 quả bom cho bạn của Ngọc Trinh và mang 2 tỷ về. Kiên đòi thêm 1 tỷ nữa là 3 tỷ. Ngọc Trinh đồng ý ngay, bởi vài tỷ với cô nó chỉ như vài triệu, không có gì to tát cả. Kiên cầm tiền và trốn đi nơi khác sống. Ngọc Trinh mang 2 quả bom về nhà và chuẩn bị kế hoạch của mình. Cô đã tính rồi, 1 quả sẽ được ném vào quán cháo đêm của bố mẹ Hạ Vi, còn 1 quả sẽ được cho vào xe của 2 tên vệ sĩ thường ngày vẫn đưa đón Hạ Vi đi làm. Ngọc Trinh quá ích kỷ và độc ác, cô sẵn sàng giết người, và cô giết người không ghê tay luôn. Cô tính bố mẹ Hạ Vi là 2 người, với Hạ Vi cùng 2 tên vệ sĩ nữa, tổng là 5 người. Tức là trong ngày mai sẽ có 5 người phải chết. 5 mạng người mà cô coi như giết 5 con gà vậy. Nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để mua chuộc tên vệ sĩ của mình. Cô dùng tiền và dùng tình cảm của mình để lừa gạt và mua chuộc tên vệ sĩ thân cận của mình. Hắn sẽ tự tay làm và có vấn đề, hắn sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Hắn trung thành với cô như vậy, và hắn sẽ không bao giờ khai ra cô chủ của mình. Sau khi bàn bạc xong với tên vệ sĩ trung thành, Ngọc Trinh còn hôn hắn. Cô bày tỏ tình cảm của mình với hắn. Điều đó khiến hắn tưởng thật và cảm động vô cùng, bởi từ bé đến giờ chưa ai đối xử tốt với hắn như vậy cả. Bây giờ cô chủ bảo hắn nhảy vào biển lửa, hắn cũng nhảy, chứ nói gì từ những chuyện khác chứ. Trước khi thực hiện kế hoạch tàn độc của mình, Ngọc Trinh đã gọi điện hẹn gặp Hạ Vi 1 lần nữa để Hồng Đăng không nghi ngờ. Cô đã bảo Hạ Vi chủ động tới tìm cô và yêu cầu Hạ Vi tới 1 mình. Hạ Vi à, tôi muốn gặp cô. Cô tới quán cà phê hôm trước gặp tôi 1 lát được không? Thôi được rồi, em cũng có chuyện muốn nói với chị ạ. Cô tới 1 mình nhé. Tôi không muốn Hồng Đăng biết chuyện này. Anh ấy sẽ trách tôi làm khó dễ cô. Em hiểu rồi, em sẽ tới 1 mình. Nghe điện thoại của chị Ngọc Trinh xong, tôi liền nghĩ cách để ra khỏi ngân hàng 1 mình. Nhìn ra ngoài cửa, tôi thấy 2 anh vệ sĩ ngồi canh ngoài đó. Tôi thở dài. Mình phải làm sao để ra bên ngoài được nhỉ? Đi đâu mà cũng có 2 anh vệ sĩ đi theo, bất tiện lắm. Sau đó, tôi nhờ chị chàng giúp. Chị ơi, chị giúp em đi ra ngoài, được không ạ? Em muốn ra ngoài 1 mình chị ạ. Mày không muốn 2 anh vệ sĩ kia đi cùng mày đúng không? Vâng, có vấn đề gì đâu mà 2 anh cứ cạnh em cả ngày luôn. Em thấy mất tự do lắm chị ạ. Ừ, tao cũng thấy bất địa thay cho mày đấy. Là bạn gái ông trùm, kiểu nó phải vậy đấy, Hạ Vi ạ.
Chị ra đánh lạc hướng, hai anh vệ sĩ giúp em, để em ra ngoài nhé chị. Ừ, để tao ra lừa hai anh ấy, xong mày lẻn ra nhé. Vâng ạ. Chị Trang ra ngoài nói chuyện với hai anh vệ sĩ, dù như hai anh ấy đi vào bê hộ chị cái thùng đồ, thế là nhân cơ hội tôi lẻn ra ngoài luôn. Hai anh vệ sĩ bê đổ xong, quay ra ngồi ở cổng và không hề biết chuyện gì vừa xảy ra. Tôi tới quán cà phê gặp chị Ngọc Trinh đúng hẹn và tôi đã đi tới một mình như tôi đã nói với chị trước đó. Em chào chị. Tới rồi à? Em tới một mình chứ? Vâng, em tới một mình. Em ngồi đi. Vâng chị. Sau một vài phút nhìn nhau với ánh mắt thách thức đối phương thì chị Ngọc Trinh bắt đầu lên tiếng. Thế nào, em đã suy nghĩ lời chị nói hôm trước chưa? Em suy nghĩ xong rồi chị ạ. Em quyết định thế nào? Em có đồng ý trả anh Hồng Đăng lại cho chị không em? Tôi cười rồi thẳng thắn nói. Anh Hồng Đăng là con người chứ không phải là đồ vật mà trả đi trả lại như vậy chị ạ. Với lại anh ấy nói với em là anh ấy không có gì với chị cả. Tất cả mọi chuyện là do chị tự suy diễn mà ra thôi. Nên chị không có tư cách gì để bắt em phải thế này thế nọ như thế chị nhé. Ngọc Trinh mím chặt môi lại, cô lửa mắt nhìn Hạ Vi. Cô vừa nói cái gì vậy hả? Chị không nghe rõ ư? Vậy để em nhắc lại cho chị nghe nhé. Anh Hồng Đăng là con người chứ không phải đồ vật mà trả đi trả lại như vậy. Với lại anh ấy nói với em là anh ấy không có gì với chị cả. Tất cả mọi chuyện là do chị tự suy diễn ra mà thôi. Nên chị không có tư cách gì để bắt em phải thế này thế nọ như thế. Chị nghe rõ lời em nói chưa chị? Có cần em phải nhắc lại một lần nữa không chị? Ngọc Trinh tức sôi máu lên, cô nghiến răng lại. Hồng Đăng nói gì cô cũng nghe, cô cũng tin anh ta sao? Cô tin anh ta tới mức mù quáng rồi Hạ Vi ạ. Ít ra anh ấy còn nói đúng, còn chị thì em chưa thấy chị nói câu nào thật cả. Chị mau dừng lại đi, đừng cố bám theo anh Đăng nữa. Cô có quyền gì mà nói tôi dừng lại chứ? Vì em là vợ sắp cưới của anh Đăng, chúng em sắp kết hôn rồi. Vậy nên chị hãy dừng lại và chúc phúc cho em và anh ấy đi chị. Ngọc Trinh tức lắm, cô không nói được Hạ Vi nên cô quay ra sỉ nhục Hạ Vi. Ở bên Hồng Đăng cô hạnh phúc lắm nhỉ? Nhìn cô vui vẻ thế cơ mà. Đúng, ở bên người mình yêu thì hạnh phúc vui vẻ là điều đương nhiên mà chị. Ngọc Trinh bĩu môi giải ra. Tôi thấy cô ngoan ngoãn ở bên cạnh anh ta như con chó vậy. Một ngày 24 tiếng cô trong tầm kiểm soát của anh ta, lúc nào cũng có người của anh ta theo dõi giám sát cô. Cô đi đâu làm gì anh ta đều quản hết. Cô làm gì anh ta cũng quản cô. Tôi thấy cô chẳng khác gì con búp bê trong tủ kính vậy. Bây giờ mới yêu thì anh ta như vậy thôi. Sau này anh ta chán cô thì anh ta đá cô bay xa như đá một quả bóng vậy. Và cô sẽ không thể làm gì anh ta được. Vì anh ta là ông trùm, anh ta là đầu gối. Chỉ cần cô lệch sóng, anh ta cho cô đăng xuất khỏi trái đất luôn. Tôi ở bên cạnh anh ta bao nhiêu năm rồi, nên anh ta làm những việc gì tôi đều biết hết. Mỗi năm đều có vài kẻ bay màu vì dám gây sự với anh ta. Anh ta là một kẻ máu lạnh, cô có biết không hả? Cô có thấy mình không có tự do khi ở bên anh ta không? Mà tôi nghĩ bây giờ cô yêu anh ta rồi. Dù anh ta có đòi làm bố, làm ông nội của cô thì cô cũng chấp nhận thôi. Nên giờ nói gì với cô cũng vô ích thôi nhỉ. Chị im đi, anh Đăng không phải người máu lạnh như thế. Chị đang tìm cách chia rẽ tôi với anh ấy nên chị mới nói như vậy. Tôi sẽ không bao giờ tin lời chị nói đâu. Vậy thì tôi thông báo cho cô một tin buồn là cô sắp được đăng xuất khỏi trái đất rồi đấy. Tôi thở dài rồi nói. Giờ thì tôi hiểu tại sao anh Đăng lại không yêu chị rồi, chị Trinh ạ. Tính chị cố chấp, ích kỷ, độc đoán như vậy thì ai mà yêu thương nổi chứ. Cô cứ trở đi, rồi cô sẽ được toại nguyện. Em không còn gì để nói với chị nữa. Em chào chị. Tôi đứng dậy và đi về ngân hàng. Tôi không thể hiểu nổi một diễn viên, một người mẫu nổi tiếng như chị Ngọc Trinh lại có thể nói ra những câu nói thiếu suy nghĩ như vậy. Chị ấy là người nổi tiếng, chị ấy ra ngoài xã hội nhiều vậy mà cách suy nghĩ của chị ấy lại ở một tầm thấp như vậy thì tôi thấy thật đáng tiếc cho một người nổi tiếng như chị Ngọc Trinh. Đúng là không phải cứ thấy ai đẹp, ai nổi tiếng là họ cư xử văn minh đâu. Hạ Vi rời khỏi rồi, Ngọc Trinh mới lấy điện thoại ra và gọi cho tên vệ sĩ của mình. Cậu cho quả bom vào xe của hai tên đưa đón Hạ Vi đi. Tôi muốn cô ta phải chết luôn trong ngày hôm nay.
Vâng, còn một quả cho vào quán cháo đêm của bố mẹ cô ta luôn chứ. Cứ từ từ, để dành quả bọc đó cho tôi đi. Có thể mai kia tôi cần dùng tới, đừng có hoang phí. Vâng, thưa cô chủ. Tôi đi bộ về ngân hàng, hai anh vệ sĩ nhìn thấy tôi từ bên ngoài đi vào thì mới giật mình chạy ra ngơ ngác, nhìn và hỏi tôi. Chị Hạ Vi, chị ra ngoài từ khi nào vậy ạ? Tôi tưởng chị ở bên trong kia chứ. Tôi nhìn đồng hồ và nói. Tôi mới ra ngoài được 4-5 phút thôi mà, có vấn đề gì đâu mà hai người lo lắng vậy. Lần sau, chị đi đâu, chị bảo chúng tôi đưa chị đi nhé. Chị đừng đi một mình, nhỡ có chuyện gì xảy ra với chị, chúng tôi không gánh nổi đâu ạ. Có vấn đề gì đâu mà hai anh cứ làm quá lên thế hả? Hai anh cứ về nhà đi, khi nào cần tôi sẽ gọi. Không được đâu ạ, chúng tôi là vệ sĩ riêng của chị, nên chúng tôi phải ở bên cạnh chị 24/24, làm sao chúng tôi có thể về được ạ? Tôi mới gắt gỏng lên. Nhưng mà tôi thấy không cần thiết, tôi không phải người nổi tiếng hay nhân vật quan trọng thì có vấn đề gì để tôi cần hai người vệ sĩ ở bên cạnh chứ? Các anh đang làm lố quá rồi đấy. Hai người vệ sĩ nhất định không về. Dạ, chúng tôi sẽ không về đâu, vì chúng tôi làm theo lệnh của ông chủ, nên chúng tôi mong chị hiểu và hợp tác với chúng tôi ạ. Tôi thấy khó chịu vô cùng, tôi vùng vằng đi vào làm việc tiếp. Bình thường tôi đã thấy khó chịu rồi, đã thế khi nãy chị Ngọc Trinh còn xin nhục tôi như vậy thì làm sao tôi có thể bình tĩnh nổi. Tôi ngẫm thì thấy chị Ngọc Trinh nói cũng đúng mà. Bây giờ tôi đi đâu hay làm gì đều dưới sự giám sát của Hồng Đăng. Tôi cảm thấy mình đang dần mất đi sự tự do. Chị Ngọc Trinh nói tôi giống như con chó cún, sống ngoan ngoãn trong sự kiểm soát của Hồng Đăng. Càng ngẫm lại, tôi càng thấy đúng mà. Trời ơi, bực mình quá. Tên vệ sĩ thân cận của Ngọc Trinh đã thuê người gài bom ở gầm xe ô tô của hai anh vệ sĩ đưa đón Hạ Vi ở trước cổng ngân hàng quân đội mà Hạ Vi đang làm việc. Quả bom đã được kích nổ, chỉ cần đến giờ là nó sẽ nổ tung, chiếc xe sẽ tan tành mây khói. Ngọc Trinh nằm ở nhà chờ đợi tin tốt lành, cô nhếch mép cười. Hạ Vi, tạm biệt. Cô đi trước đi, rồi bố mẹ cô sẽ đi cùng cô. Cả nhà cô sẽ sớm đoàn tụ thôi mà. Tôi đã cho cô cơ hội được sống, nhưng cô lại chọn cái chết như vậy. Thì cô phải chết thôi. Là cô tự đẩy cô và gia đình cô vào chỗ chết nhé. 5 giờ chiều tan làm, tôi đi ra ngoài, hai anh vệ sĩ lại gần phía tôi và nói. Mời chị lên xe à? Tôi đang bực mình, chuyện mình bị chị Ngọc Trinh sỉ nhục, nên tôi vênh mặt lên, nói. Tôi không lên. Ơ kìa chị, sao chị lại không lên xe à? Chị muốn về hay muốn đi đâu, chúng tôi sẽ chờ chị đi ạ. Tôi đã quyết định, từ giờ tôi sẽ không chịu sự giám sát của Hồng Đăng nữa. Tôi sẽ tự lái xe đi làm và không cần vệ sĩ nữa. Tôi muốn được tự do, tôi không thể sống cuộc sống chim lồng cá chậu, búp bê tủ kính mãi như thế được. Tôi là con người, tôi có lòng tự trọng của tôi. Dù anh Hồng Đăng có tức giận, có bỏ mặc tôi thì tôi cũng chấp nhận để được tự do làm những điều mình thích. Tôi mới quát hai anh vệ sĩ. Hai anh tránh xa tôi ra. Từ bây giờ tôi sẽ tự đi làm. Hai người về làm việc cho anh Đăng đi, không cần phải đi theo tôi nữa đâu. Dạ, không được. Lệnh của ông chủ, chúng tôi không thể làm trái được đâu ạ. Mời chị lên xe. Tôi không lên. Hai người đừng cố ép tôi lên xe nữa. Chị đừng làm khó chúng tôi như thế ạ. Mời chị lên xe ạ. Tôi không lên là không lên. Vừa nói, tôi vừa đi thẳng trên vỉa hè. Ngay lập tức, hai anh vệ sĩ đuổi theo tôi. Một anh kéo tay tôi lại, thì tôi tát thẳng vào mặt anh ấy. Còn anh kia lao lại, kéo tôi, thì tôi đạp vào bụng anh ta một đạp, rồi tôi bỏ chạy. Hai anh vệ sĩ vẫn không bỏ cuộc và vội vàng chạy theo tôi. Chị Hạ Vi, đứng lại đi, chị Hạ Vi. Vì tôi đang có thai, nên tôi chỉ chạy được hơn 100 mét là tôi đã bị hai anh vệ sĩ tóm lại rồi. Hai anh vệ sĩ túm lấy tay tôi và kéo tôi đi lại chỗ đỗ xe ô tô. Chị ơi, chúng tôi xin chị đấy, để chúng tôi đưa đón chị về ạ. Trời ơi, buông tôi ra. Hai anh vệ sĩ kéo tôi đi về phía xe ô tô. Trong lúc cả ba chúng tôi đang giằng co cách xe ô tô gần 100 mét thì chiếc xe ô tô bất ngờ phát nổ và bốc cháy ngùn ngụt. Trước sự kinh hãi của mọi người xung quanh, hai anh vệ sĩ hốt hoảng hét lên. Có bom trong xe sao? Có người muốn ám sát chúng ta rồi, mà báo ông chủ đi. Hạ Vi sợ quá, cô ngất luôn tại chỗ. Tới khi tôi tỉnh lại
thì tôi thấy mình đang ở trong căn nhà mới của tôi và Hồng Đăng. Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng, tôi ngồi bật dậy, sợ hãi hét lên. Hai anh vệ sĩ giữ lấy tay tôi và nói: "Chị đừng sợ nữa, chúng ta an toàn rồi chị." Tôi lo sợ, tôi sẽ không kịp nói việc tôi đang có thai cho anh Đăng biết, nên tôi vội hỏi anh vệ sĩ: "Anh Đăng đâu? Tôi muốn gặp anh ấy." "Anh ấy đang trên đường về rồi, chắc khoảng một tiếng nữa là anh ấy về tới thôi ạ." "Vâng, thế ở đây có an toàn không ạ?" "Ở đây tuyệt đối an toàn chị ạ." Tôi sợ tôi không được gặp lại anh Đăng nữa. Tôi còn có chuyện quan trọng muốn nói với anh ấy. Nếu tôi bị làm sao thì tôi sẽ không thể nói với anh ấy mất. "Chị yên tâm, ở đây chị sẽ không bị làm sao hết. Chị đừng lo lắng nữa nhé. Có bố mẹ chị tới đây cùng chị nữa đó." "Cả bố mẹ tôi sao?" "Vâng ạ." Bố mẹ tôi ở ngoài đi vào hỏi tôi: "Con tỉnh rồi à?" "Bố mẹ? Sao bố mẹ lại ở đây ạ?" "Con rể cho người tới đón bố mẹ về đây ở với con vài hôm. Con rể sợ bố mẹ gặp nguy hiểm, để bố mẹ về đây ở. Tới khi con rể tìm xác người muốn hại con, mọi chuyện sáng tỏ rồi thì bố mẹ sẽ về nhà sau." "Dạ vâng ạ." "Thế con thấy trong người thế nào rồi con?" "Dạ con ổn ạ. Con xin lỗi bố mẹ vì con làm ảnh hưởng tới bố mẹ rồi. Con xin lỗi ạ." "Không sao đâu con gái ạ. Bố mẹ buôn bán vất vả rồi, thời gian này coi như bố mẹ đi nghỉ dưỡng một thời gian. Sau này mọi chuyện ổn rồi, bố mẹ lại buôn bán tiếp. Con đừng suy nghĩ gì nhiều nhé." "Dạ vâng ạ." Ngọc Trinh nghe tin xe ô tô bị gài bom nổ nhưng không có ai trong xe cả, cô túm cổ áo tên vệ sĩ và hét lên: "Mẹ kiếp, tại sao trong xe lại không có người hả? Chúng mày tính toán kiểu chó đẻ gì vậy hả?" Tên vệ sĩ lắp bắp nói: "Em đã tính toán là 5:10 khi bọn chúng lên xe chạy khoảng 1 cây số là xe phát nổ và chết cả ba đứa chúng nó luôn. Nhưng không ngờ là Hạ Vi lại không đồng ý lên xe, thế là cô ta bỏ chạy. Hai tên kia đuổi theo và giằng co mãi. Tới khi hai tên đó đưa cô ta về tới gần chỗ để xe thì xe đã phát nổ trước mặt bọn chúng. Em xin lỗi về lỗi kỹ thuật này ạ." "Thế còn Hạ Vi đâu rồi?" "Cô ta và hai tên vệ sĩ tự dưng biến mất, không thấy đâu cả. Em tới nhà cô ta thì khóa cửa ngoài, cả bố mẹ cô ta cũng biến mất rồi chị ạ." "Bọn nó trốn đi đâu được chứ? Mày không tìm được bọn nó hay sao?" "Em đã cho người đi tìm nhưng vẫn chưa thấy ạ." "Kỳ lạ, mới 2 tiếng đồng hồ mà chúng nó trốn đâu được nhỉ?" "Đồ ngu, Hồng Đăng giấu bọn nó đi rồi, chưa xảo nữa. Tao nghe thằng Tùng nói ra sân bay đón Hồng Đăng về rồi. Để lộ ra thì mày biết cái giá của mày rồi đấy." "Em hiểu rồi, chị đừng lo, em sẽ giải quyết ổn thỏa." Ngọc Trinh trừng mắt đe dọa tên vệ sĩ: "Nếu mày không lo ổn thỏa được vụ này thì quả bom còn lại tao sẽ tặng cho gia đình mày đấy. Mày nghe rõ chưa hả thằng đàn độn?" Em rõ rồi ạ." Hồng Đăng vừa về tới, tôi vội chạy ra ôm chầm lấy anh ấy. Hồng Đăng ôm tôi và anh nhẹ nhàng nói: "Anh xin lỗi vì đã để em lo lắng và chờ anh lâu như vậy. Anh xin lỗi em." "Gặp được anh em mừng quá. Em còn sợ không gặp được anh nữa chứ." "Em ngốc quá, sao lại không gặp được anh chứ? Anh đã về rồi, từ bây giờ anh không bao giờ xa em nữa đâu. Anh hứa nhé, sau này anh đi đâu anh cũng phải cho em đi theo với nhé. Kể cả khi anh đi công việc hả?" "Vâng, anh đi là phải đưa em đi cùng, biết chưa?" "Anh nhớ rồi, em ngồi xuống đi, rồi nói anh nghe đi." "Nói gì ạ?" "Anh nghe vệ sĩ nói, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh mà. Giờ anh về rồi, em nói cho anh nghe đi, lát nữa anh còn đi giải quyết công việc nữa." "Anh lại đi tiếp sao?" "Ừ, anh còn phải đi bắt kẻ gài bom trong xe hại chúng ta mà. Nếu có chuyện gì, em nói cho anh nghe đi." Tôi liền ôm cổ anh và nói: "Em có thai rồi ạ?" Hồng Đăng nhìn tôi với ánh mắt hạnh phúc ngập tràn, anh hỏi lại: "Em nói thật chứ?" "Vâng ạ, em có thai gần 2 tháng rồi ạ." "Vậy là anh sắp được là bố thật rồi. Cảm ơn em đã đến bên anh. Cảm ơn con đã đến bên chúng ta. Hạ Vi à, anh yêu em và con nhiều lắm. Sau này chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa em nhé." "Dạ vâng ạ." "Giờ em nằm nghỉ ngơi đi, cần gì cứ báo hành vệ sĩ nhé. Anh ra ngoài một lát rồi anh sẽ về với em." "Anh về sớm nhé, đừng đi lâu quá nhé." "Ừ, anh sẽ về nhà sớm mà. Anh đi nhé." "Dạ." Cánh cửa phòng đóng lại, mặt Hồng Đăng cũng biệt sắc lạnh lùng. "Mẹ kiếp, kẻ nào dám ám sát vợ con tao chứ?
tao sẽ giết cả nhà chúng nó. Tên đàn em ở bên ngoài đi vào, thông báo. Thưa anh, em đã tìm ra kẻ gái bom rồi ạ. Hồng Đăng nghiến răng. Là thằng nào? Tên đó được thằng Bình thuê anh ạ. Thằng Bình, vệ sĩ của Ngọc Trinh. Vâng ạ. Nó đâu? Em đã cho người nhốt nó dưới nhà kho, rồi em dẫn anh tới đó nhé. Thằng Bình, chúng mày tự giải quyết, tao còn phải về để gặp Ngọc Trinh. Ý anh là chị Ngọc Trinh đứng sau vụ này sao? Đúng vậy. Ngọc Trinh biết tao yêu Hạ Vi nên cô ta phá đấy. Trước mặt mọi người cô ta tỏ vẻ tốt tính vậy thôi, chứ bản chất cô ta là người như thế nào tao là người rõ nhất mà, nên tao sẽ giải quyết chuyện này. Vậy để em đi cùng anh nhé. Em sợ cô ta gài bom trong nhà đó anh à. Không sao, chuyện của tao với Ngọc Trinh thì chỉ có tao với Ngọc Trinh mới giải quyết được. Chúng mày cứ giải quyết thằng Bình đi. Nếu nó không chịu thừa nhận thì cứ giao nó cho cảnh sát, nghe rõ chưa? Vâng, vậy anh cẩn thận nhé. Ngọc Trinh biết tên vệ sĩ của mình đã bị người của Hồng Đăng bắt và mang đi rồi, cô uất ức gào lên. Tại sao lại kết thúc nhanh như vậy? Tại sao? Hạ Vi còn chưa chết mà. Tại sao mọi chuyện lại kết thúc nhanh như vậy? Hồng Đăng, anh giỏi lắm. Mới vài tiếng mà anh đã tìm ra kẻ gài bom rồi. Vậy là anh đã biết em là người đứng sau vụ này rồi, đúng không? Ngọc Trinh bật cười đau khổ. Ngày trước, khi bố em còn sống, ông từng nói với em là anh rất giỏi, anh thông minh hơn người. Em có nói với ông là anh cũng bình thường như bao người thôi. Nhưng càng ngày, anh càng giỏi, khiến em bất ngờ đấy, anh Đăng ạ. Anh là trai tài, em là gái sắc. Chúng ta đẹp đôi như vậy, sao anh lại không yêu em? Tại sao anh lại không chọn em? Em ở bên anh 10 năm rồi. Vậy mà, em lại không bằng cô gái anh quen mấy tháng. Tại sao chứ? Tại sao không phải là em? Em không cam tâm. Ngọc Trinh mở ngăn tủ ra, cô nhìn quả bom vẫn để ở đó, cô cười nhạt. Nếu em không có được anh, thì em sẽ không để ai có được anh đâu. Hồng Đăng lái xe một mình về tới biệt thự, anh không thấy Ngọc Trinh ở phòng khách, anh mới bình tĩnh đi lên lầu. Ngọc Trinh, em đâu rồi? Cánh cửa phòng Ngọc Trinh mở ra, Hồng Đăng mới bình thản bước vào. Ngọc Trinh, em có trong phòng không? Em đây. Ngọc Trinh ngồi uống rượu, thấy Hồng Đăng đi vào, cô vẫy tay. Anh à, về rồi thì lại đây uống với em vài ly đi. Ừ, thế cũng được, lâu rồi chúng ta không uống rượu cùng nhau rồi. Nào, mình cạn ly. Cạn ly. Hồng Đăng cầm ly rượu lên, nhưng anh vẫn chú ý quan sát xung quanh. Vì anh nhìn vẻ mặt bất cần đời của Ngọc Trinh, anh đã nghĩ tới chuyện chẳng lành rồi. Anh nghĩ trong đầu, có khả năng Ngọc Trinh đang muốn tự sát. Ngọc Trinh uống hết ly rượu, rồi cô lẹ nhè hỏi Hồng Đăng. Anh Đăng, em hỏi anh câu này được không? Ừ, em hỏi đi. Tại sao anh không chọn em? Tại sao anh lại không yêu em? Hồng Đăng đặt ly rượu xuống rồi trả lời. Tình cảm khó nói em ạ. Anh cũng không biết tại sao nữa. Tại sao chúng ta ở bên nhau bao nhiêu năm, nhưng anh chỉ coi em như cô em gái. Còn khi vừa mới gặp Hạ Vi, anh đã yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi. Tình yêu là thứ tình cảm không thể diễn tả được em ạ. Khó diễn tả vậy sao? Ngọc Trinh à, em đừng suy nghĩ cực đoan như vậy nữa. Rồi sẽ có một người phù hợp với em hơn anh, rồi em sẽ hạnh phúc. Em hãy tin ở anh, có được không? Bây giờ em muốn tin anh cũng không còn kịp nữa rồi anh à. Em nói vậy là sao hả Ngọc Trinh? Ngọc Trinh mở ngăn tủ, trong đó có quả bom hẹn giờ. Cô mỉm cười và nói, chúng ta còn 2 phút nữa là đang xuất khỏi thế giới này rồi. Em rất vui khi được chết cùng anh, Hồng Đăng. Hồng Đăng nhìn quả bom sắp phát nổ, anh liền chạy ra đẩy cửa, thì cánh cửa từ đã hỏng không thể mở được nữa. Em điên rồi, chúng ta phải ra khỏi đây ngay. Không kịp đâu anh à, dù anh có mở cửa được thì chúng ta cũng chỉ kịp chạy ra tới cầu thang thôi. Mình còn 1 phút. 59, 58, 57. Hồng Đăng lao lại chỗ quả bom thì quả bom đã được gắn chặt vào ngăn tủ và chỉ còn 50 giây. Trong giây phút sinh tử, Hồng Đăng vẫn bình tĩnh lạ thường. Anh nhìn tấm cửa kính, phía dưới là bể bơi, anh nghĩ. Là vỡ cửa kính và nhảy xuống bể bơi là cơ hội sống sót duy nhất. Hồng Đăng cầm cái ghế lên, anh dồn sức đập thẳng vào cửa kính, khiến cửa kính vỡ tan. Sau đó, anh lao lại, vác Ngọc Trinh lên vai và lao thẳng ra bên ngoài.
Hồng Đăng và Ngọc Trinh vừa rơi xuống bể bơi thì quả bom phát nổ. Tiếng nổ lớn khiến mặt đất rung chuyển, 1/3 tòa biệt thự sập xuống. Ở dưới bể bơi, Hồng Đăng và Ngọc Trinh ngồi lên. Ngọc Trinh sững sờ nhìn tòa biệt thự sập xuống ngay trước mắt. Cô ấp úng nói: Anh... sao anh lại cứu em? Sao anh không để em chết đi? Anh lại cứu em làm gì chứ? Hồng Đăng vẫn không nổi giận. Anh kéo Ngọc Trinh lên bờ và nói: Để anh đưa em tới bệnh viện, xem người có bị sao không nhé. Ngọc Trinh gạt tay Hồng Đăng ra và nói: Tại sao anh không nổi giận hả? Em làm bao nhiêu việc độc ác như vậy? Em muốn giết Hạ Vi, và giờ em lại muốn giết anh. Tại sao anh không nổi giận chứ? Tại sao anh lại cứu em vậy hả? Vì anh đã hứa với bố em là sẽ chăm sóc em rồi mà. Trước anh nợ bố em một mạng, nay coi như anh trả ơn ông ấy. Anh không trách em. Xe hỏng thì anh mua xe khác, biệt thự hỏng thì anh làm biệt thự khác. Anh chỉ mong từ nay về sau em có thể bình tâm và suy nghĩ lại những việc em đã gây ra, xem mình làm đúng hay là sai nhé. Anh Đăng à, sao anh lại đối xử với em tốt như vậy? Anh làm vậy có đáng không hả anh? Đáng em ạ. Vì em là em gái của anh, dù em có làm bao nhiêu việc sai trái thì em vẫn là em gái của anh. À, có một tin vui mà người đầu tiên anh muốn thông báo là em. Em lên chức cô rồi đấy, Ngọc Trinh ạ. Hạ Vi có thai rồi, anh sắp được làm bố rồi. Nếu hôm nay chúng ta chết thì chẳng phải cháu em mồ côi bố sao? Từ nay về sau em phải thương cháu của em nhiều hơn một chút nhé. Không lúc cháu em lớn lên nó lại trách em đấy. Ngọc Trinh nghe những lời Hồng Đăng nói, cô đã bật khóc nức nở. 6 tháng sau, Hạ Vi bụng to lắm rồi, đã thế cô lại mang song thai, hai bé trai nữa, nên mấy hôm nay cô cứ khó ngủ và ấm ảnh trong người. Cô ngồi ăn táo ở phòng khách, còn Ngọc Trinh vừa gọt táo vừa nịnh. Chị dâu, ăn nhiều một chút đi, táo Mỹ cao cấp đó chị. Dạo này, chị có thấy mệt mệt sao ý? Giờ bụng chị to như vậy nên chị sẽ thấy mệt hơn, để em đưa chị đi khám nhé. Thôi, mình mới đi khám 2 ngày trước mà. Thế để em gọi anh Đăng về, để anh chăm chị nhé. Thôi, em được gọi, anh ấy đang bận mà. Vâng, thế chị thấy người khác lạ gì thì bảo em luôn nhé, để em đưa chị đi khám. Ừ. Để em vào xem dì Lan làm tổ yến xong chưa nhé. Ôi, lại ăn tổ yến nữa hả? Chị không ăn đâu, ngán lắm rồi em ạ. Chị phải ăn nhiều để các cháu của em khỏe mạnh chứ chị. Chị ngồi chỗ em nhé. Hạ Vi mỉm cười vì cô chưa bao giờ nghĩ lại có một ngày Ngọc Trinh thay đổi và trở thành một người tốt như vậy đâu. Tất cả là nhờ người chồng thông minh, tài giỏi của cô đã cảm hóa được Ngọc Trinh. Một người chồng đầu gấu lạnh lùng thật đấy, nhưng anh lại có một trái tim ấm áp vô cùng và cô tin vào sự lựa chọn của mình. Ngọc Trinh mới đi điều trị tâm lý về nên cô đã thay đổi tâm tính. Cô đã chấp nhận và coi Hạ Vi là chị dâu của mình. Sắp tới cô lại tiếp tục quay lại với nghề diễn của mình, vì cô luôn cảm thấy áy náy với hai đứa cháu trai sắp chào đời của mình, nên cô luôn tự nhủ rằng từ nay về sau cô sẽ là một người cổ tốt để xứng đáng với sự tha thứ của anh trai và chị dâu, và xứng đáng với sự tha thứ của mọi người. Hạ Vi và Hồng Đăng chuẩn bị chào đón hai con trai chào đời. Ngọc Trinh đã quay trở lại làm việc. Cô và Bình đã nảy sinh tình cảm từ khi cả hai cùng đi điều trị tâm lý. Còn Quân và Mai thì đã quay lại với nhau, nhưng có tiến tới hôn nhân hay không thì còn chưa biết được. Bởi từ lúc Hạ Vi nghỉ ở ngân hàng để lấy chồng sinh con thì Quân và Mai vẫn thường xuyên cãi nhau và không có hồi kết. Từ khi kết hôn, Hồng Đăng giảm bớt công việc, anh dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình, chăm sóc vợ con. Đối với Hồng Đăng thì gia đình vợ con vẫn là quan trọng nhất. Tương lai chưa biết ra sao, nhưng hiện tại cuộc sống của Hồng Đăng, công việc kinh doanh ổn định, gia đình thì hạnh phúc viên mãn. Anh rất hài lòng với cuộc sống của mình ở hiện tại.